chàng rể đại gia, Chu Dương. chương 171, thiếu gia nhà tôi. Trong lòng Chu Dương thầm nghĩ, mắt nhìn vào lý sự đường. Anh biết người đứng ra trách mắng mình là ai? Tô Vĩ gọi ông ta là chú đường, vậy ông ta chắc là anh em họ với Tô Thế Minh và Tô Thế Cầm. Thiếu gia, đây là Tô Văn Hậu, con trai của Tô Huy, nhưng ông ta lại thân thiết với Tô Thế Cầm, lần này chắc là đứng về phía Tô Thế Cầm. Trần Thế Hào thấp giọng nói. Chu Dương gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Chả trách Tô Huy nói một tiếng, thì ông ta không dám nói nữa. Sao rồi, bên trong đã thảo luận bàn bạc xong chưa? Mày còn có thời gian ra ngoài lo việc bao đồng àm Tô Huy dường như rất không hài lòng với đứa con trai này, không có chút tình cảm ruột thịt, mà lại rất lạnh nhạt, đến nói chuyện cũng lạnh lùng, vô cảm. Nhưng Tô Văn Hậu nghe thấy bố mình nói vậy, muốn tranh luận gì đó, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tô Huy, thì lại cúi đầu đầu xuống trước mặt của Tô Huy, Tô Văn Hậu không dám gây rối. Bố ơi, đây là việc của Tô ra chúng ta, tại sao bố lại để cho mấy người không liên quan này vào đây? Nhưng Tô Văn Hậu suy nghĩ, rồi nói một cách táo bạo, mắt nhìn chầm chầm vào Chu Dương, vô cùng khó chịu. Ông ta biết Chu Dương. Không phải trước đây đã gặp Chu Dương. Mà là Tô Thế Cầm và Tô Chiết từng nhắc tới Chu Dương với ông ta, tất nhiên còn cho ông ta xem ảnh. Vì thế trong đám người đó, Tô Văn Hậu đã nhận ra Chu Dương. Mà ông ta còn biết, Chu Dương là do Tô Thế Minh mời đến để giúp đỡ Tô Thế Minh. Nghe Tô Thế Cầm và Tô Chiết nói vậy, Tô Văn Hậu còn có chút sợ hãi, cho rằng Chu Dương là con cháu của một gia tộc lớn nào đó. Nhưng sau này ông ta về điều tra thông tin, lập tức cảm thấy phẫn nộ. Chu Dương chẳng qua chỉ là công ty danh dương, mà trước đây lại còn đi ở rể. Có thể nói, thân phận như vậy, đối với Tô Văn Hậu mà nói địa vị thấp kém, cơ bản không thể lọt vào mắt ông ta. Đồng thời, ông ta còn cảm thấy Tô Thế Cầm và Tô Chiết không có khí thế, một người như vậy mà lại khiến hai người bọn họ khi chú, chú nói vậy là có ý gì? Bọn họ không liên quan, lẽ nào mấy người của Tôn Gia thì có liên quan sao? Ai cũng biết giữa hai nhà Tô Gia và Tôn Gia chúng ta luôn có ân oán, nhưng trong cuộc nghị sự ở Lý Sự Đường hôm nay, lại mời Tôn Gia đến, xin hỏi chú đang có ý gì? tô vĩ giọng trách mắng hỏi audio điện tử võ tấn bền có tô huy ở đây cậu ta cũng không sợ tô văn hậu gây rắc rối cho mình dù sao từ cuộc trò chuyện và giọng điệu của lời nói vừa rồi tô vĩ cũng có thể cảm thấy sự thất vọng và thờ ơ của tô huy đối với tô văn hậu tô vĩ ở đây không có chỗ để cậu nói chuyện cút sang một bên trên mặt tô văn hậu thoáng qua một chút bối lớn tiếng hét lên với tô vĩ hỗn sược tao cũng không nói, ở đây mày có thể nói chuyện vì mọi người trước đó có nói sự việc thảo luận bàn bạc hôm nay thật sự quan trọng, phải mời tôn ra tới dự, vậy nên tôi cũng mời mọi người đến đây đứng một bên quan sáu. Tô Huy thật sự bị Tô Văn Hậu làm cho tức giật, không còn quan tâm tới tình cảm cha con. Ngay lập tức, Tô Huy đi đến trước mặt Trần Thế Hào, hạ giọng nói. Trần Tổng, tôi nghĩ rằng hôm nay mọi người đã đến Tô Gia, thì nhất định đã nhận lời mời của Thế Minh, nếu đã như vậy, tôi mời mọi người đi vào nhưng nhờ ông nhất định phải ủng hộ thế minh tô huy nhỏ nhẹ có chút lạc giọng yên tâm đi trần thế hào gật đầu không nói thêm gì còn chu dương đứng một bên im lặng đối với câu chuyện trong nội bộ của đại gia tộc lại có thêm nhiều hiểu biết tô gia chỉ là một gia tộc hạng nhất ở thành phố đông hải vì để nắm quyền trong gia tộc mà có thể không màng tới tình cảm cha con vậy đối với chu gia gia tộc lớn hơn tô gia gấp nhiều lần thì để ngồi lên vị trí gia chủ lại càng giống vậy. Nhưng Chu Dương là con một của Chu gia, mặc dù lưu lạc bên ngoài, nhưng lại là con ruột, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có thể thừa kế gia nghiệp. Nhưng những người khác trong Chu gia có thể nghĩ vậy sao? Liệu trong lòng bọn họ có cam tâm để một người đột nhiên xuất hiện như Chu Dương, nắm quyền điều hành mọi thứ? Trong chốc lát, Chu Dương nghĩ đến rất nhiều điều. Nhưng càng nghĩ, trong lòng anh càng thấy nặng nề. Lúc này anh cũng biết, trách nhiệm thừa kế trước đây, sợ là chỉ vừa bắt đầu, sau này có thể còn có rất nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn đang đợi mình. Đến đâu hay đến đó, cho dù có đối mặt với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách thì Chu Dương tôi cũng sẽ đón nhận. Với niềm tin chắc chắn trong lòng, Chu Dương đột nhiên cảm thấy đầu óc mình vô cùng thoải mái, đứng trước cửa lý sự đường cũng cảm thấy vô cùng thảnh thơi, không còn bầu không khí căng thẳng như vừa nãy. Bố, Tôn gia là gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải có thể so sánh với Tô gia chúng ta, đương nhiên có thể đến xem, nhưng người này là ai mà cũng có tư cách đến xem. Tô Văn Hậu nhìn Trần Thế Hào ánh mắt đầy khinh bỉ, đúng là, Trần Thế Hào lúc này nhìn có vẻ rất thật thà chất phác, trên mặt cũng không có vẻ tự kiêu của người bề trên, thêm nữa, ông ấy cũng không nói tiếng nào, liền bị Tô Văn Hậu cho là không tồn tại. Ha ha, thật sự thú vị, không ngờ rằng Trần Thế Hào cũng tôi cũng có ngày hôm nay, đầu tiên là bị Tô lực chặn đứng, nói tôi như chó lợn bây giờ lại có người không biết danh tính, sủa bậy trước mặt tôi, lẽ nào là tôi đã dẫm vào cướp chó rồi sao? Trần Thế Hào không chỉ không tức giận mà còn cười nói. Nhưng, không ai đang cảm thấy Trần Thế Hào đang cười thật sự. Vì trong giọng điệu của ông còn có sự âm thầm giận dữ, hơn nữa lại còn sắp nổ tung. Trần Thế Hào đường đường là giám đốc điều hành của câu lạc bộ Silver Lake, có vị trí trí hàng đầu ở Đông Hải, trong vòng một ngày lại bị hai người nói khó nghe đến như vậy, Đổi lại bất cứ ai ở vào vị trí này cũng không thể chịu đựng được. Nể mặt Tô Huy, Trần Thế Hào đã không thèm tính toán với sự khinh miệt của Tô Lực. Trần Thế Hào vừa dứt lời, Tô Văn Hậu liền mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ông, trên mặt liền có chút hoảng hốt. Danh tiếng của Trần Thế Hào, là người của Tô gia, không thể chưa từng nghe qua. Chỉ là Tô Văn Hậu từng nghĩ rằng Trần Thế Hào hoạt động khắp nơi, không thèm hòa hợp với mọi người xung quanh do đó ông ta cũng không điều tra xem dáng vẻ trần thế hào như thế nào nhưng điều này không có nghĩa tô văn hậu không biết thực lực của trần thế hào bây giờ nghe thấy có người tự xưng trần thế hào lập tức một dòng mồ hôi lạnh không ngừng chảy phía sau lung tô văn hậu nhìn thấy tô huy muốn xác nhận lại thông tin nhưng lại không nhận được hồi âm có chuyện gì vậy chính lúc này cửa lớn của lý sự đường đột nhiên mở ra một người trung niên trao mày đi ra mặt mày nhăn nhó tôn tiên sinh. Thấy có người đến, Tô Văn Hậu vô cùng vui mừng, trong lòng đột nhiên thấy nhẹ nhõm, liền vội tiến lên phía trước, kể lại sự việc vừa nấy ổ. Trần Thế Hào Tôn tiên sinh nghe thấy tên Trần Thế Hào, ánh mắt nheo lại, nhìn về hướng mà Tô Văn Hậu trị, thì thấy Trần Thế Hào đang đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Không ngờ rằng Trần Tổng lại có thể đến Tô ra, thật sự khiến người ta bất ngờ. Danh tiếng của Trần Thế Hào mặc dù rất lớn, khiến nhiều gia tộc lớn khiếp sợ tôn càn khôn là người của tôn gia hơn nữa trước đây không có bất kỳ mâu thuẫn hay giao tiếp gì với trần thế hào mặc dù vậy tôn càn khôn cũng biết đến diện mạo của trần thế hào thì ra là càn khôn nhà họ tôn cậu ở đây mới khiến tôi thấy bất ngờ giữa tôn gia và tô gia không phải là luôn có mâu thuẫn không thèm qua lại với nhau hay sao trần thế hào giống như giờ mới nhìn thấy tôn càn khôn không nhanh không chậm bắt tay nói Chương 172, thiếu gia nhà tôi. Hai. Giọng nói của Trần Thế Hào vừa dứt thì Tô Văn Hậu mặt có chút biến sắc. Ông ta không nghĩ rằng Trần Thế Hào có thể đứng trước mặt nhiều người trực tiếp nói như vậy. Mặc dù các gia tộc lớn ở Đông Hải đều biết giữa Tôn gia và Tô gia có mâu thuẫn, nhưng giữa các gia tộc lớn cũng có những quy tắc ngầm. Trong hoàn cảnh thông thường thì không thể phơi bày mối quan hệ thù địch giữa các gia tộc lớn. Nhưng Trần Thế Hào nói như vậy, rõ ràng là đã phá vỡ quy tắc này. Trong hoàn cảnh bình thường, nếu có người phá vỡ quy tắc, thì các gia tộc lớn khác có thể cùng nhau công kích người phá vỡ quy tắc này. Lần này là Trần Thế Hào đã phá vỡ quy tắc, nhưng lại không ai muốn đối đầu trực diện với Trần Thế Hào. Cuống hồ, chỉ trong một đêm, việc khiến một gia tộc lớn thứ hai biến mất ở Đông Hải thật quá kỳ lạ, trước khi nắm chắc phần thắng thì không có ai dám chủ động tuyên chiến. Ha ha, tôi nhận lời mời của Tô Thế Cầm Tô ra đến đây để làm chứng. Tô Càn Khôn tỏ vẻ không quan tâm, cười lớn tiếng. Câu hỏi của Trần Thế Hào nếu như là hỏi người khác, thì rất có thể sẽ khiến đối phương không nói lên lời nhưng với Tô Càn Khôn, thì lại không có tác dụng lớn. Cuống hồ danh tiếng của Tôn Càn Khôn ở Đông Hải cũng rất lẫy lưng, nên hắn không hề sợ Trần Thế Hào. Nếu đã như vậy, chúng tôi cũng là nhận lời mời của người anh em Tô Thế Minh, đến làm chứng. Trần Thế Hào mỉm cười nói, đối diện với Tôn Càn Khôn, mặc dù ông không muốn thật sự phát sinh xung đột va chạm, nhưng có Chu Dương ở đây, Trần Thế Hào không hề có chút sợ hãi. Nghe thấy Trần Thế Hào nói vậy, trên mặt Tôn Càn Khôn thoáng qua vẻ không vui, nhưng rất nhanh đã được che giấu đi. Nếu đã như vậy, xin mời Trần tổng vào trong. Tôn Càn Khôn hơi nghiêng người, nhường lối vừa người đi, đủ để Trần Thế Hào có thể bước vào. Nhưng Trần Thế Hào thấy vậy, lại mỉm cười không đi vào trong mà lại đi đến bên chu dương thiếu ra cậu hãy vào trước đi chu dương hơi sững sờ sau đó thì đã hiểu ra mặc dù anh không muốn tiết lộ thân phận của mình nhanh như vậy nhưng thời gian một năm trôi qua rất nhanh đến lúc đó chu dương vẫn muốn đón nhận những thử thách nhiệm vụ khác nếu không tranh thủ xây dựng quyền lực và uy tín của bản thân từ sớm thì càng đi xa sự khó khăn đương nhiên càng lớn nghĩ thông điều này Chu Dương gật gật đầu, sải bước đi vào trong lý sự đường. Đợi chút, chỉ là Chu Dương vừa mới bước một chân, còn chưa đi vào lý sự đường, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, sau đó dùng hai tay chặn trước mặt anh, khiến anh không thể bước thêm nữa. Chính là Tôn Càn Khôn. Tôn Càn Khôn, cậu làm thế này là có ý gì? Trong lòng Trần Thế Hào vô cùng bực mình, nhưng chỉ có thể nghiêm giọng hỏi. Ông ấy biết Tôn Càn Khôn đang ra oai, hắn khô rằng Chu Dương chẳng qua chỉ là tiểu đệ của Trần Thế Hào, nhiều lầm thì có chút quan hệ thân quen, muốn để Chu Dương đi trước là để thăm dò. Nhưng Tôn Càn Khôn lúc này lại đứng chặn đường, khiến khuôn mặt của Trần Thế Hào biến sắc. Nếu như vậy, đợi khi có thể bước vào lý sự đường, Trần Thế Hào muốn nói thêm điều gì, nhất định có thể bị người khác lấy ra bàn luận. Trần Tổng, đây là Tô Gia, không phải là nơi chó mèo đều có thể vào, ông là người có tiếng ở vùng Đông Hải, đương nhiên có thể đi vào, nhưng còn tên tiểu tử này, sợ là không thể vào. Đôi mắt tôn càn khôn hơi nheo lại, muốn nhìn rõ hơn sự phẫn nộ trên khuôn mặt Trần Thế Hào. Nhưng hắn thất vọng rồi, trên mặt Trần Thế Hào lại không có biểu cảm gì, chỉ vô cùng lạnh nhạt. Lẽ nào mình đã đoán sai, tên tiểu tử này không có quan hệ gì với Trần Thế Hào không? Không phải là đàn im của ông ta. Tôn càn khôn nghĩ thầm trong lòng, nhưng không cách nào xác nhận. Há biết Trần Thế Hào trông như thế nào, nhưng về gia thế của ông thì một chút thông tin cũng không hề biết chỉ e cả thành phố đông hải đều không biết tình hình họ đều muốn biết thế lực sau lưng trần thế hào là ai tôn càn khôn tôi khuyên cậu tốt nhất hãy biết điều ột chút tôn ra nhà cậu ở đông hải có tiền có quyền quen rồi coi thường tất cả phải biết rằng có một số người không phải là cậu có thể đùa được đâu trần thế hào cười lạnh nhạt gật đầu với ngô phương chỉ thấy ngô phương nhanh chóng lao ra từ phía sau chân đá vào cánh tay của tôn càn khôn đang giữ chu dương mà không có chút thương xót nào ấy ra một âm thanh rên rỉ vang lên tất cả mọi người đều biến sắc chỉ là một cú đá mà có thể khiến cánh tay của tôn càn khôn dạn xương quan trọng hơn là lại dám ra tay với tôn càn khôn phải biết rằng tôn càn khôn là em ruột của người đứng đầu tô gia rất có địa vị trong nhà tô gia vậy thì tôi sẽ chặt đứt vật cản trần thế hào lạnh lùng nói khẽ gật đầu với chu dương Chu Dương Mặc Nhiên không nói gì, cũng không thèm nhìn Tôn Càn Khôn, bước vào lý sự đường. Trần Thế Hào, nếu ông đã dám đối xử với tôi như vậy, thì Tôn gia nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Tôn Càn Khôn cố kìm nén sự đau đớn, một cánh tay lủng lẳng, những giọt mồ hôi không ngừng lăn trên trán, sắc mặt cũng nhanh chóng tái nhợt đi. Tôn Càn Khôn được Tôn gia nuông chiều từ nhỏ, nhưng lúc này phải chịu đựng như vậy, trong lòng vô cùng tức giận, hận không thể đem Trần Thế Hào chặt làm tám miếng. Tôn Càn Khôn, nếu tôi là cậu, thì bây giờ sẽ lập tức cút về tôn ra, không đi quản chuyện bên ngoài nữa, đừng cho rằng tôi không biết cậu đang có ý đồ xấu gì. Có phải cậu cho rằng cậu ấy là đàn em của tôi, muốn chặn đứng cậu ấy, sau đó sỉ nhục tôi? Trần Thế Hào đi vào nhìn Tôn Càn Khôn, nói. Tôn Càn Khôn không nói gì, chỉ là ánh mắt lay động, vừa nấy hắn chính là đã nghĩ như vậy. Cậu sai rồi, cậu ấy không phải là đàn em của tôi nghe trần thế hào nói vậy trên mặt tôn càn khôn thoáng sự phẫn nộ không phải là đàn em của ông vậy mà ông lại cho người đá gầy cánh tay tôi đừng cho rằng tôn gia chúng tôi dễ đùa như vậy mấy chữ phát ra một cách khó khăn từ miệng tôn cần khôn cậu ấy không phải là đàn em của tôi mà là thiếu gia nhà chúng tôi trên mặt trần thế hào thoáng cười nhẹ thấp giọng nói sau đó không nhìn tôn càn khôn nữa mà trực tiếp bước qua cửa đi vào lý sự đường giờ này phút này trước cửa lý sự đường yên tĩnh một cách đáng sợ tất cả mọi người đều sững sờ cố gắng lý giải những lời trần thế hào vừa nói ngay cả mấy người trần thế hào đưa đến lúc này cũng rất kinh hoàng cậu ấy không phải là đàn im của tôi mà là thiếu gia nhà chúng tôi chỉ mấy từ ngắn ngủi nhưng lại như nặng nghìn cân khiến đầu óc mọi người đều lặng đi ngô phương là đàn em của trần thế hào Mấy người họ chứng kiến sự việc đều thấy trong mắt đối phương lộ vẻ kinh ngạc Bọn họ biết giữa Chu Dương và Trần Thế Hào có quan hệ không tệ Chu Dương thường đến câu lạc bộ Silver Lake tìm Trần Thế Hào, thậm chí quan hệ giữa anh và Trần Hân cũng rất tốt Nhưng ngô phương luôn cho rằng người thân của Chu Dương quen biết Trần Thế Hào Hoàn toàn không nghĩ đến mức này Còn Tô Huy, Tô Văn Hậu, Tô Vĩ, Tôn Càn Khôn lúc này vô cùng kinh ngạc Bọn họ đã biết địa vị thân phận của Trần Thế Hào, ông ấy có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Đông Hải. Vậy thiếu gia của một gia tộc thế lực sau lưng, Trần Thế Hào sẽ là sự tồn tại như thế nào gì? Nhưng rất nhanh, trên mặt Tô Vĩ tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Thân phận của Chu Dương lớn như vậy, lại là bố của cậu Tô Thế Minh mời đến, mà quan hệ của cậu và Chu Dương cũng không tệ, vậy sau này Tô gia nói không chừng có thể tăng cường quan hệ với gia tộc của Chu Dương chỉ nghĩ thầm trong lòng, mà Tô Vĩ đã cảm thấy vô cùng phấn khích, ánh mắt nhìn vào Lý Sự Đường càng thêm cuồng nhiệt và quyết tâm. chương 173, Đố Kỵ Mãnh Liệt Chu Dương đi vào Lý Sự Đường, hiện ra trước mắt anh là một căn phòng không lớn lắm, chỉ có hai ghế chính được đặt ở hai bên trái phải. Đằng sau hai bên đặt hai chiếc ghế tựa. Đây là cách bài trí được lưu truyền từ thời xa xưa. Chu Dương không nghĩ rằng Tô ra lại truyền thống như vậy không phải truyền thống là không tốt, mà điều này chứng tỏ lai lịch dòng họ đã được kéo dài từ lâu đời. Rất nhiều gia tộc cũng thích bài trí như vậy. Ở bên trong có một cầu thang, Chu Dương không do dự liền đi tí tầng 2 đó, dẫm chân lên cầu thang để đi lên vừa lên đến tầng 2, anh chợt cảm thấy có đến mười mấy cặp mắt đang quan sát anh. Ngừng đầu quay lại, Chu Dương nhìn thấy một trước một phòng nhỏ, có mười mấy người đang ngồi cái bàn dài. Những người này tuổi tác khác nhau, người lớn tuổi nhất tóc đã bạc trắng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Người trẻ tuổi nhất thì không kém Trần Thế Hào là mấy, chắc cũng sắp xỉ 40 tuổi. Mười mấy người này ngồi thành hai bên, một bên do Tô Thế Minh dẫn đầu, họ ngồi ở phía nam của bàn. Bên còn lại do Tô Thế cầm chỉ huy, họ ngồi ở phía bắc của bàn. Thấy Chu Dương xuất hiện, mười mấy người họ sắc mặt biểu hiện mỗi bên một vẻ. Bên Tô Thế Minh thể hiện thậm chí Tô Thế Minh còn hướng về phía Chu Dương rõ sự vui vẻ mỉm cười khẽ gật đầu chào. Bên Tô Thế Cầm thì ngược lại, sắc mặt bọn họ thờ o, vừa nhìn thấy Chu Dương là vội chuyển tầm nhìn ra hướng khác, không để ý tới Chu Dương. Chu Dương đi về Tô Thế Minh, thế nhưng chưa kịp chào hỏi gì, đã bị người khác chen ngang. Hời Tô ra chúng ta càng ngày càng mục nát. Đến chó mèo còn có thể đi vào cuộc họp của chúng ta cơ đấy. Một người đàn ông trung niên ngồi bên phía Tô Thế Cầm nhìn Chu Dương lạnh lùng nói. Chu Dương nhìn qua đối phương, Thấy ông ta khá giống Tô Văn Hậu, xem chừng đây là một người con trai khác của Tô Huy, tên là Tô Văn Vũ. Tô Huy có hai đứa con trai, một Văn một Vũ. Không chỉ trong Tô gia mà với cả các dòng dõi lớn khác ở Đông Hải cũng rất nổi tiếng. Chính xác, không phải loại chó mèo nào có thể can dự vào cuộc họp. Tô Lực thì bị giam trong phòng cấm, còn Tô Văn Hậu vì bị Tô Huy khiển trách nên cũng không xuất hiện được trong cuộc họp này. Chu Dương cũng chẳng có ý gì bắt bẻ phản bác, chỉ là lạnh nhạt nói vài câu. Nhưng cũng đủ để khiến sắc mặt mọi người biến đổi hoàn toàn. Nhất là những người bên phe Tô Thế mặt bọn họ tái mét không còn giọt máu. Tô Lực là Tô Thế cầm phái đi ra ngoài ngăn cản những người không liên quan, đến bây giờ vẫn chưa thấy về, nhất định là đã xảy ra chuyện. Còn Tô Văn Hậu tính cách yếu đuối như nào tất cả mọi người đều biết rõ, hắn ta sợ nhất là Tô Huy hiện cả hai người họ cũng chưa ai quay lại hẳn là xảy ra chuyện gì rồi mặc dù không ít người không tin lời của chu dương nhưng thật sự trong lòng bọn họ cũng mông lung không kém hừ đừng tưởng rằng chỉ cần chơi với tô vĩ là được nếu không có tí năng lực hay chút thế lực nào thì cậu ở đây làm được cái trò gì văn vũ đi xem xem tại sao tôn tiên sinh giờ vẫn chưa thấy về tô thế cầm lạnh lùng nhìn chu dương một cái sau đó liền trao mày tâm trạng vô cùng bực bội cũng bởi vì Chu Dương, phe Tô Thế Cầm mới không thể dùng 100 triệu tệ để trao đổi lấy Tô Chiết. Hiện tại phe Tô Thế Cầm đều biết Chu Dương bắt chẹt 100 triệu của bọn họ, thế nên ai cũng căm ghét Chu Dương đến tận xương tủy. Không cần đi xem, tôn tiên sinh e là không lên được đâu. Chu Dương tìm một chỗ để ngồi xuống, cách Tô Thế Minh không xa không gần. Chu Dương, cậu đừng có được đà quá đáng, cho phép vào đây là chúng ta đã rất rộng lượng rồi. Tô Thế Cầm nghiêm giọng quát. Tôn Càn Khôn lần này là do đích thân Tôn Thế Cầm mời đến giúp đỡ, coi như đại diện cho Tôn gia. Có Tôn Càn Khôn ở đây, Tô Thế Cầm mới có thể nhận được sự ủng hộ từ nhiều người, nếu không thì chắc chỉ có 5 người ủng hộ bà ta là nhiều lắm rồi. Tôi nói thật mà cũng không tin à, bây giờ Tôn Càn Khôn bên các người không thể có mặt, vì cánh tay phải bị gấy xương nên phải tới bệnh viện, e là không giúp gì được mọi người rồi. Chu Dương cao mày hờ hững đáp, không quay nhìn Tô Thế Cầm lấy một lần. Sang bảy, tôn tiên sinh là tôn nhị thiếu gia của tôn gia, ai dám động vào cậu ấy. Tô thế cầm thể hiện rõ ràng là không tin, thế nhưng trong mắt lại có vài tia hoài nghỉ. Tôi dám. Đột nhiên một giọng nói lớn vang lên từ bậc thang tầng dưới. Trần Thế Hào mỉm cười bước lên, đảo một vòng ánh mắt nhìn mọi người, rồi mới đi về phía Chu Dương đang ngồi. Là Trần Thế Hào. Sao lại là ông ta? Ông ta làm gì ở đây? chẳng nhế Tô Thế Minh và ông ta có quen biết. Chết tiệt, lần này thật phiền phức rồi, nếu ông ta nói thật, thì lần này chúng ta tính toán sai cả rồi. Chẳng lẽ Tôn Tiên Sinh thật sự bị ông ta? Thấy Trần Thế Hào đột ngột xuất hiện, vài người bên Tô Thế cầm sắc mặt lại tái nhật ra, trong lòng có chút do dự ngập ngừng. Bọn họ thường xuyên hoạt động ở Đông Hải, nên đương nhiên biết đến tiếng tăm của Trần Thế Hào. Không chỉ chuyện trong một đêm khiến cả gia tộc nhị lưu biến mất, bọn họ còn biết nhiều chuyện khác liên quan đến Trần Thế Hào. Nhất là việc thành lập một công ty truyền thông, lại còn nắm vị trí chủ chốt trong hiệp hội ngành truyền thông. Tức là, Trần Thế Hào dường như có thể khống chế được toàn bộ lĩnh vực truyền thông ở Đông Hải. Trần Thế Hào, tô ra chúng tôi và ông không có quan hệ hay ân oán nào, tại sao ông lại tới đây? Tô Thế Âm tức giận, đôi mắt như thể bắn ra cả tia lửa. Tôn Càn Khôn chính là ra ngăn người khác vào lý sự đường. Vậy mà bây giờ Chu Dương và Trần Thế Hào đều ở trước mặt bà ta, nhưng Tôn Cản Khôn thì không. Điều này chứng tỏ Tôn Cản Khôn đã bị hai người họ trừng trị. Như vậy, lời Chu Dương nói lúc trước, chuyện Tô Lực và Tô Văn Hậu rất có thể đều là thật. Tôi theo thiếu gia tới đây, thiếu gia ở đâu thì tôi ở đó. Trần Thế Hào bâng cua đáp. Thiếu gia, ai là thiếu gia? Chẳng nhẽ sau lưng Trần Thế Hào còn có một thiếu gia dòng dõi quý tộc nào chống đỡ? là ai chẳng lẽ là tên tiểu tử kia à ánh mắt mọi người đồng thời đổ dồn lên người chu dương không chỉ mỗi phe tô thế cầm mà ngay cả phe tô thế minh cũng quay sang nhìn trong lòng vừa mừng vừa sợ nếu như trần thế hào không khoác lác thì chẳng phải chu dương có thân phận cực kỳ cao quý sao dựa vào biểu hiện của trần thế hào từ trước ở đông hải thì chắc hẳn gia tộc chống lưng cho ông ta phải có thế lực cực kỳ mạnh nhưng mạnh đến mức độ nào thì không một ai đoán được Chu Dương, Chu Dương, họ Chu, chẳng nhẽ. Tô Văn Vũ lầm bẩm tên Chu Dương, đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, khuôn mặt đầy sự kinh ngạc không tưởng tượng nổi nhìn Chu Dương, sau đó tự mình đi tới, nghiêm túc nhìn Chu Dương một cái để xác nhận lại, cuối cùng là vô cùng mừng rỡ. Tất cả mọi người đều vì hành động của Tô Văn Vũ mà không ngừng hoài nghỉ. Hay là Tô Văn Vũ đã biết được thực chất Chu Dương là ai? Chu Dương sắc mặt có chút căng thẳng, chẳng nhẽ thân phận của anh đã bị bại lộ. Mặc tất cả mọi người ngồi suy đoán, Tô Văn Vũ không trực tiếp nói luôn ra thân phận của Chu Dương, mà chỉ nhìn Chu Dương có phần tôn trọng hơn một chút, sau đó im lặng ngồi. Trần Tổng thật là biết đùa, người này tên Chu Dương. Anh ta thân phận như nào tôi đã điều tra rõ ràng rồi, thế nào, có cần tôi mang bằng chứng ra đây không? Tô Thế cầm cắn chặt răng, cố gắng chấn tĩnh lại. Sao vậy, tôi nói Chu Dương là thiếu gia của tôi, bà không tin sao? Chương 174, tranh chức gia chủ 1. Căn phòng trên tầng 2 của Lý sự Đường Tô gia vô cùng yên tĩnh. Mười mấy người nhà Tô gia đang ngồi đó, tất cả đều vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Thế Hào, trong lòng không ngừng suy nghĩ về câu ông ấy vừa nói. Chu Dương là thiếu gia của Trần Thế Hào. Tất cả mọi người bên Tô gia đều suy đoán, sau lưng Trần Thế Hào là cả một đại gia tộc hỗ trợ. Không chỉ Tô gia, khéo mọi gia tộc khác ở Đông Hải cũng đều phỏng đoán như vậy. Nếu không, Trần Thế Hào sao chỉ vừa đến Đông Hải, đã có thể thành lập câu lạc bộ Silver Lake nền tảng cực kỳ vững mạnh, lại còn tạo được quan hệ với chính phủ. Có những gia tộc phát triển kinh doanh vài chục năm ở Đông Hải, cũng không bằng Trần Thế Hào kinh doanh ở Đông Hải một tháng đầu. Thế nên nói sau lưng ông không có đại gia tộc nào chống đỡ, đúng là không ai tin nổi. Trần Tổng, đây là tô gia chúng tôi, cứ coi như ở Đông Hải này ông hô mưa gọi gió muốn gì được nấy, nhưng ở đây thì đừng có bỡn cợt chúng tôi tô thế cầm sắc mặt vô cùng khó coi nhìn trần thế hào và chu dương đang bình chân như vậy ánh mắt thật sự bắn ra tia lửa à đúng vậy chúng tôi đã từng điều tra cái này rồi vị chu dương đây cùng lắm cũng chỉ là ở rể nhà tạ gia mà tạ gia kia đến một gia tộc nhị lưu cũng không sánh bằng thiếu gia của trần tổng làm sao có thể là một kẻ đi ở rể ở một gia tộc dưới cả đẳng cấp nhị lưu được đây chẳng phải điều nực cười sao nếu như Chu Dương thật sự là thiếu gia của Trần Tổng, thì tại sao trước đây lại chẳng có chút tiếng tam gì ở Đông Hải? Hơn nữa, chúng tôi cũng điều tra rồi, vị Chu Dương này, mấy tháng trước vẫn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, làm sao có thể? Người nhà tô gia bên tô thế cẩm ra sức châm chọc, mắt liếc nhìn Chu Dương, căn bản không hề tin tưởng lời nói của Trần Thế Hào. Thế nhưng một người bên đó nói được nửa câu lập tức dừng lại, khuôn mặt khiếp sợ nhìn Chu Dương. Chí dĩ, sao vậy? những người khác trong tô ra không khỏi tò mò hỏi lại. Tô Chí Dĩ thoáng xuất hiện, Chu Dương và tất cả mọi người trong tô ra nhìn chu vị Chu Dương này vài tháng trước, là vô danh im ắng, thế nhưng đột nhiên phất lên, cầm 10 triệu tệ đi đầu tư vào công ty danh Dương, lấy được vị trí phụ trách dự án IO. Chuyện về sau như nào, mọi người đều rõ rồi đấy. Tô Chí Dĩ tâm tình kích động, không có cách nào bình tĩnh, cổ họng cứng hết cả lại. Vậy thì sao, vì thế nên mới nói, anh ta chắc chắn chính là chẳng biết từ đâu lại xuất hiện ra tên vô dụng, dám ở đây giả bộ, theo tôi thấy có phải hắn ta đang lừa gạt Trần Tổng không? Chí dĩ, không phải anh bị Trần Thế Hào dọa cho sợ mất mật rồi chứ? Những người khác sôi nổi bàn tán, xem thường lời nói của Tô Chí Dĩ. Tô Thế cầm nghe lời bọn họ cũng đành cười nhạt, sự nghỉ ngờ trên khuôn mặt chắc mấy chốc tan biến hết, tràn đầy tự tin. Trừ Tô Thế âm, những người khác trong Tô gia khẳng định đã điều tra rõ lý lịch và thân phận của Chu Dương, mà kết quả mọi người điều tra được đại khái đều giống nhau, thế nên cùng đi đến một kết luận như nhau. Nếu Tô Thế cầm điều tra có sai sót thì còn được, chứ tất cả người nhà Tô gia không thể sai hoàn toàn hết được. Chẳng lẽ mọi người nhìn không ra sao? Trần Thế Hào ở Đông Hải là người có thế lực lớn, bây giờ lại tôn kính một tên tiểu tử như vậy. Hơn nữa, tên Chu Dương này vài tháng trước tự nhiên phất lên Điều này nói rõ ra là, cậu ta trước kia có thể là do phải ra ngoài trải nghiệm. Thế nhưng vài tháng trước khi khóa trải nghiệm này kết thúc, cậu ta quay về gia tộc của mình. Tô Chí Dĩ sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh ta càng nghĩ, càng thấy lời mình nói vô cùng chính xác, đồng thời đối với Chu Dương lại càng kiêng rè. Có thể đối đầu với cả một gia tộc lớn như Tô Gia mà sắc mặt bình thản không thay đổi, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh tiểu tốt, phải là người từ gian khổ nghèo khó mà vươn lên. Huống chỉ, ngay cả tôn càn khôn bên tôn gia bị Trần Thế Hảo ra tay. Điều này có thể khiến cho Trần Thế Hảo sẽ bị tôn gia điên cuồng trả thù. Mà đây không phải chuyện cứ dùng tiền là có thể xem xét lại. Chắc chắn chỉ tồn tại duy nhất một khả năng. Trần Thế Hào làm vậy là vì Chu Dương, thậm chí đó là cam tâm tình nguyện. Tô Chí Dĩ vừa dứt lời, toàn bộ tầng lầu im lặng tới mức tiếng kim rơi cũng nghe được. Không chỉ phe bên Tô Thế Cầm, ngay cả phe bên Tô Thế Minh, ai cũng sững sở nhìn Chu Dương. Đúng rồi, đúng rồi. Lời của Tô Chí Dĩ như tiếng chuông cảnh tỉnh, trong lòng mọi người ai cũng thấy chấn động. Lúc trước bọn họ điều tra, chỉ là thấy Chu Dương sau lưng không có thế lực lớn nào chống đỡ, cũng chẳng có ai để anh nhờ cậy được. Điều tra xong, không phát hiện ra bất kỳ điều gì, người nhà Tô ra cảm thấy Chu Dương cũng chỉ là kẻ ăn may gặp được chút vận tốt nhưng chẳng ai chịu nghĩ sâu hơn về nguyên nhân tại sao Chu Dương tự nhiên trở nên giàu có. Bây giờ nghe Tô Chí Dĩ nói vậy, mọi người đều hiểu ra. Sau đó ánh mắt mọi người nhìn Chu Dương đều lập tức trở nên rẻ chừng, thậm chí có vài người còn né tránh không dám đối mặt với Chu Dương. Nếu như Chu Dương thật sự có thế lực không nhỏ, là con cháu trong một đại gia tộc cực kỳ lớn, vậy thì chỉ cần một câu thôi Chu Dương cũng có thể khiến cả Tô Gia rơi vào thế suy vong vĩnh viễn không cứu nổi. Chu Dương lúc này đã tìm được một chiếc ghế, đặt chiếc ghế xuống trước cái bàn dài, thẳng lưng ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn người nhà Tô ra, thu gọn vào tầm mắt tất cả biểu cảm của bọn họ. Chuyện này là không thể nào, tôi không tin. Đột nhiên một giọng nói trói tai vang lên. Tô Thế cầm trợn lớn hai mắt nhìn thằng Chu Dương rồi quát lớn. Vừa nghĩ tới con trai Tô Chiết của mình bị Chu Dương hạ nhục, khéo còn phải nằm im trên giường vài tháng, Tô Thế cầm trong lòng vốn đã thù ghét Chu Dương, giờ lại càng thêm uất hận. Tô Thế Cầm, đến cả Trần Tổng cũng nói vậy rồi, mà cô vẫn chưa tin sao. Chẳng lẽ cô muốn đem cả dòng họ Tô ra này kéo tụt xuống, theo gót của gia tộc Nhị Lưu nhiều năm trước sao? Tô Thế Minh nghiêm nghị quát lại. Lúc này, ông cũng chẳng nói lời dễ nghe với Tô Thế Cầm nữa, bỏ qua luôn tình anh em ruột thịt. Một khi Tô Thế Cầm chọc giận Chu Dương, thì chẳng thể biết được Chu Dương sẽ làm gì. Trần Thế Hào cũng sẽ ra tay với Tô Gia, thế lực lớn của gia tộc chống lực thế hào cũng sẽ ra tay với Tô Gia. Khi đó, Tô Gia đúng là rơi vào tình cảnh suy vong muôn đời. Thế nên, đối với con cháu của một đại gia tộc cực kỳ lớn, nhất định không được phép coi khinh hà Tô Gia các người, tôi cũng chỉ là người ngoài, vốn không mọi người, tôi biết đây là chuyện nên quấy dày. Chu Dương chậm rãi nói, ánh mắt nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của người nhà Tô Gia có chút giò xét, rồi ghi nhớ lại tất cả biểu hiện của họ. Thế nhưng, tôi nhận được lời mời từ Tô Vĩ, thậm chí cả chú Tô, lần này tới chứng kiến cuộc tranh giành chức gia chủ. Dù bất kể sau đó mọi người đưa ra quyết định gì đi chăng nữa, nhất định cần phải ngay thẳng với lương tâm. Chu Dương nói xong, liền im lặng không nói thêm câu nào nữa. Mọi người trong tô ra cũng ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên phản ứng như nào. Nếu như chỉ có mình Chu Dương ở đây, bọn họ có thể còn có cách ứng phó. Cùng lắm tệ nhất là hai phe xông vào cấu xé nhau, sau đó trực tiếp nhốt Chu Dương lại thì người ngoài sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ lại có Trần Thế Hào ở đây. Người nhà Tô gia có thể động vào Chu Dương, nhưng không ai dám động đến Trần Thế Hào. Chưa kể rằng Trần Thế Hào ở Đông Hải đã tiếng tăm lẫy lừng, thực lực nhất định không hề tầm thường. Một khi Trần Thế Hào biến mất, đàn em của ông ấy sẽ lùng sục tìm kiếm, sớm muộn cũng tìm được kẻ cầm đầu bên Tô gia. Thậm chí lúc này, mấy người đàn em của Trần Thế Hào đang đứng ngay trước cửa lý sự đường, nhìn chằm chằm vào mấy người Tô gia. Chỉ cần người họ Tô có bất kỳ hành động nào gây hấn đến Trần Thế Hào và Chu Dương, những người đó tuyệt đối sẽ liều mạng bảo vệ. Chương 175: Tranh chức gia chủ 2 Đây là chuyện nhà Tô gia chúng tôi, dù cậu là con cháu của dòng dõi gia tộc nào, cũng không có quyền can thiệp. Tô Thế cầm cố kìm nén sự uất hận, lạnh lùng nói đồng thời hung ác nước mắt nhìn mấy người nhà tô ra đang đầy vẻ lưỡng lự do dự ngồi đằng sau lưng mình người nhà tô ra có chút rẻ chừng tâm trí động một chút, thế nhưng rất nhanh sau đã trở lại bình thường, ánh mắt trở nên kiên định nhìn tô thế cầm. Thế nhưng, tô văn vũ vẫn lộ rõ vẻ trần trừ, không bị ảnh hưởng chút nào từ cái nhìn gay gắt của tô thế cầm. Suy cho cùng, tô văn vũ và tô thế cầm là cùng vai vế, hơn nữa bố của ông ta, lão tam tô ra tên là tô huy vẫn còn đang sống, đang quản lý thế lực của nhà Tô Gia. Nên là ông ta cũng không e sợ gì thế lực riêng của Tô Thế Cầm. Nếu đã như vậy, chúng ta tiếp tục bàn chuyện công việc. Tô Thế Minh thở dài, không nghĩ rằng thân phận con cháu dòng dối gia tộc lớn của Chu Dương lại không thể kìm hãm được Tô Thế Cầm. Tô Thế Minh cũng thường xuyên hồi tưởng lại quá khứ, nên chợt nhớ lại lúc hai người còn nhỏ. Khi đó, Tô Gia đang trên đà phát triển, những bậc tiền bối của Tô Gia vẫn rất khỏe mạnh tô thế minh và tô thế cầm là hai anh em vô lo vô nghĩ chẳng bao giờ xảy ra chuyện bất hòa với nhau thế nhưng hồi ức này chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn tô thế minh đã nhanh chóng bừng tỉnh thay đổi lại nhịp thở bắt đầu thể hiện rõ sự gai góc như thể lột một thanh gươm sắc bén ra khỏi vỏ tôn tiên sinh lần này bị thương nên dĩ nhiên phải chú tâm đi chữa bệnh không thể tham gia cuộc họp này của chúng ta tô thế minh chậm rãi nói mặt những người bên phe tô thế cầm tối sầm lại Tôn Càn Khôn là người mà bên tô thế cẩm mời tới để đe dọa người bên phe tô thế minh. Nhưng bây giờ tô Càn Khôn không những không thể đe dọa được người bên tô thế minh, thậm chí còn bị Trần Thế Hào đánh lại. Như vậy, tôn gia chỉ biết dựa vào năng lực tô thế cẩm. Sau đó, mười mấy người bên tô gia ở trong căn phòng nhỏ triển khai cuộc họp, quyết định gia chủ của tô gia sẽ thuộc về ai. Chu Dương ngồi nghe ở bên cạnh cũng dần dần hiểu được nguyên do. Trước đây gia chủ của Tô Gia là Tô Thế Minh. Tô Thế Minh ngồi vào ghế gia chủ Tô Gia điều hành công khá tốt, Tô Gia lúc đó cũng có phát triển. Thế nhưng mấy năm gần đây, tốc độ phát triển của Đông Hải rất nhanh, nên tốc độ phát triển của những gia tộc khác cũng nhanh không kém. Còn bên Tô Gia thì vẫn dậm chân tại chỗ. Dù rất nhiều người đã chỉ rõ lý do, nguyên nhân cho Tô Thế Minh, nhưng thực tế thì Tô Gia thậm chí còn đang thụt lùi. Vốn dĩ một năm Tô Gia chỉ thu về lợi nhuận khoảng vài tỷ, dùng để nuôi mấy trăm miệng ăn trong tô gia còn phải dùng để phát triển thêm thực lực cho tô gia thế nhưng mấy năm gần đây lợi nhuận tô gia thu về giảm dân năm ngoái tô gia chỉ thu về có một tỷ còn không bằng doanh thu trong nửa tháng của công ty danh dương điều này khiến cho nội bộ tô gia vô cùng căng thẳng tô thế cẩm lúc này nghe lời khích tướng của nhiều người khác trong tô gia nên muốn khiêu chiến với tô thế minh để tranh đoạt vị trí gia chủ tô thế minh vốn lãnh đạo cũng tốt nhưng tô gia đang ngày càng đi xuống, không phải mình ông là người gánh chịu trách nhiệm, mà vì đa phần người tô gia đều muốn cố chấp tuân thủ cái cũ, không muốn thay đổi sang cái mới. Điều này khiến cho rất nhiều sản nghiệp của tô gia đều trở thành những sản nghiệp cũ từ cả thập kỷ trước. Nếu ở thập kỷ trước, thậm chí chỉ là vài năm trước, những sản nghiệp này đều có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng những năm gần đây, sự phát triển chung của xã hội rất nhanh, ngành công nghiệp IT, thị trường tài trình đều trở nên rất hot, tốc độ phát triển cực kỳ nhanh khiến cho những ngành công nghiệp khác đều di thụt lùi phía sau. Vậy mà Tô Gia vẫn nhất quyết không chịu tiếp xúc với những công nghiệp mới, thì tự nhiên sẽ bị trở nên lạc hậu. Một loạt hệ thống tồn động khiến cho lợi nhuận năm ngoái của Tô Gia sụt giảm mới làm cho mọi người cảnh tỉnh được rõ ràng. Thế nhưng điều mà người bên Tô Gia cho rằng, thứ khiến cho Tô Gia tuột dốc không phải là vì họ không chịu cập nhật bổ sung, mà là do Tô Thế Minh lãnh đạo không hợp lý chính vì lý do này mới khiến nhiều người bất mãn với Tô Thế Minh. Chu Dương không ngừng gật gù, giờ anh mới nắm được toàn bộ nội dung vấn đề. Sau đó, Chu Dương ngẩng đầu lên, nhìn người bên phe Tô Thế Cầm, hầu hết đều là những người lớn tuổi. Người trẻ nhất là Tô Văn Vũ, giờ cũng đã hơn 40. Những người còn lại, đa phần đều đã qua 60 tuổi, gần như có thể coi là thế hệ đi trước. Ngược lại những người bên Tô Thế Minh, đều là những người trẻ tuổi. Trong đó Tô Thế Minh là người lớn tuổi nhất, những người còn lại đều chỉ khoảng trên dưới 30. Đánh giá như vậy giúp Chu Dương rõ ràng hơn. Tranh chức gia chủ như thế này, ngoài việc do sự ích kỷ của một số người, thì phần nhiều là do bất đồng quan điểm. Những người bên Tôn Thế Cầm cho rằng Tô Thế Minh quản lý Tô gia không thuận lợi, chỉ cần đổi gia chủ khác là có thể có vận khí mới sẽ đưa Tô gia trở lại thời kỳ huy hoàng. Mà người bên Tô Thế Minh chủ trưởng muốn cải cách Đối với những sản nghiệp nhà họ Tô phải có sự thay đổi. Chợt trong đầu Chu Dương xuất hiện hình bóng một người, Tô Lực. Lúc đang vào đây, tự nhiên xuất hiện một người cản đường bọn họ. Trần Thế Hào từng nói, Tô Lực là con trai nuôi của gia chủ đời trước bên Tô gia, phụ trách sản nghiệp của gia tộc. Nếu như Tô gia tiến hành cải cách lại sản nghiệp của mình, người bị thiệt hại lớn nhất sẽ là Tô Lực. Có vẻ người tên Tô Lực này rất có vấn đề mình, thậm chí có thể coi là thù địch chu dương thầm nghĩ trong lòng cũng có chút hiểu rõ vấn đề hơn tam gia bên tô gia là tô huy thái độ của ông cũng mập mờ mối quan hệ của hai bên cũng là mơ hồ bất định sợ rằng sau cùng lại có mối quan hệ gì đó với hai đứa con trai của mình chu dương bên này thì trầm tư còn người tô gia bên kia thì đang tranh luận kịch liệt anh tô gia đi đến bước đường này đã không thể nào vùng vẫy nổi nữa chẳng nhẽ anh vẫn muốn đẩy Tô Gia vào vực sâu không thể trỗi dậy được nữa hay sao?" Tô Thế cầm cười lạnh, trên khuôn mặt của bà ta lúc này không nhìn ra nổi một chút tình cảm anh em ruột thịt. Đối mặt với Tô Thế Minh, Tô Thế Cầm như thể coi anh trai mình trở thành một kẻ thù địch. "Em gái, tôi nói lại lần nữa, tình hình khó khăn trước mắt của Tô Gia, không phải chỉ cần đổi gia chủ là có thể thay đổi, nhất định phải thay đổi lại từng chi tiết một, nếu không sẽ chỉ thêm loạn thôi." Gương mặt của Tô Thế Minh thể hiện rõ sự bất đồng đáp lại. Những người Tô gia còn lại cũng mỗi người một tiếng, ra sức ủng hộ phe mình. Trước khi Tô Thế Minh làm chủ, Tô gia vốn cũng đã dần dần thụt lùi, chỉ là đa số chúng ta không nhìn thấy thôi. Bây giờ mỗi năm lợi nhuận của Tô gia giảm dần, nhất là mấy năm gần đây, chính là sụt giảm vô cùng nghiêm trọng. Không sai, mấy năm trước, Tô Thế Minh có thay N có chuyển biến tích cực, một chút, Tô gia thế nhưng lại bị mấy người phản đối. Người bên Tô Thế Minh không ngừng lên tiếng, trách mắng đối phương. "Đừng có biện hộ, chính là vì Tô Thế Minh làm gia chủ, lãnh đạo không có phương hướng, khiến cho Tô gia xuất hiện nhiều vấn đề như vậy. Bây giờ lại còn liên minh với người ngoài, hãm hại anh em trong Tô gia. Người như vậy, còn xứng làm gia chủ của Tô gia sao?" Một ông lão đầu tóc bạc trắng bên phe Tô Thế cầm nghiêm nghị quát mắng, hơn nữa ánh mắt còn hung hăng nhìn về phía Chu Dương. Chu Dương trong lòng thấy có chút kỳ quái cuộc họp nội bộ như thế này, tại sao lại chuyển ngòi mâu thuẫn lên người mình? chương 176, cần lời giải thích. Nhất thời, cả căn phòng đều trở nên yên lặng, mười mấy người nhà tô ra quay sang nhìn Chu Dương. Ngay cả ánh mắt của Trần Thế Hào cũng dừng lại trên người anh. Thế nhưng ánh mắt của Thế Hào trừ một chút ngạc nhiên, còn lại cũng hài hòa không có chút thái độ nào. Nhưng mười mấy người nhà tô ra kia, phải đến gần một nửa, đều trợn mắt nhìn Chu Dương mọi người nhìn tôi làm gì vậy? Chẳng lẽ mọi người muốn tôi can dự vào chuyện tô ra nhà các người sao? Chu Dương cau mày, khuôn mặt không chút biểu cảm. Hỗn sược, nơi này là tô ra, không phải nhà của cậu. Dù cậu có là con cháu của gia tộc quyền quý nào, cũng không được phép ngang ngược như vậy ở tô ra. Ông lão lớn tuổi lúc trước chợt tức giận đứng dậy, khiến cho chiếc ghế đằng sau lui ra một bên. Ông lão trợn mắt nhìn Chu Dương, tròm dâu bạc động đậy theo, thể hiện rõ sự căm phẫn xin hỏi tại sao ông lại nói như vậy tôi ngồi im chỗ này không nói một câu nào chuyện gì cũng không hề can thiệp ông tức giận quát mắng tôi như vậy cũng nên đưa ra một lời giải thích chứ chu dương tập trung nhìn ông lão khuôn mặt đầy sự nghiêm nghị lão phu là tô tam thiên ông lão vuốt chùm dâu bạc nhàn nhạt nói trên cao nhìn xuống chu dương căn bản cũng chẳng coi anh ra gì chu dương nghe vậy trong lòng có chút hoảng loạn không nghĩ rằng vị người nhà Tô gia này lại ở đây. Chu Dương hoảng loạn, không phải vì Tô Tam Thiên chỉ trích mình, mà vì vai vế của ông lão. Có thể nói, vai vế của Tô Tam Thiên trong Tô gia chính là cao nhất. Bởi vì ông ấy là thế hệ ông nội của Tô Thế Minh. Nếu như lão gia chủ của Tô gia còn sống, cũng phải gọi ông ấy một tiếng chú. Người có vai vế như vậy trong Tô gia chỉ có một, thì ra là lão tiên sinh Tô Tam Thiên, tôi cũng đã được nghe qua vô cùng tôn kính cụ thế nhưng không biết lời cụ vừa nói khi nãy rốt cục có ý gì có lời gì không thể nói rõ phải dùng ám thị hay là có lời gì không muốn để người khác nghe được chu dương chắp tay tỏ ý lịch sự khẽ cao mày rồi lạnh lùng nói người khác không biết được thực sự câu nói của chu dương có ý gì nhưng trần thế hào thì biết rất rõ trước khi đến tô gia chu dương đã hỏi qua về người nhà trong tô gia Trần Thế Hào cũng không giấu giếm gì, nói lại hết những gì ông biết về người nhà Tô Gia cho Chu Dương nghe. Tô Tam Thiện cũng bất ngờ được nhắc tới. Lúc ấy Chu Dương còn không biết rõ lai lịch người nhà Tô Gia, chứ đừng nói đến Tô Tam Thiên. Vì ngưỡng mộ đã lâu nên Hào hứng kể cũng là lẽ tự nhiên. Thế nhưng Trần Thế Hào không hề nói ra. Hừ, tôi hỏi cậu, vết thương trên người Tô Chiết có phải do cậu gây ra không? Tô Tam Thiện lạnh lùng hỏi. Dù tuổi tác đã lớn, nhưng đôi mắt vẫn lộ vẻ tinh anh. Như thể mọi thứ ông cụ đều nắm hết trong lòng bàn tay. Thế nhưng, Tô Tam Thiên vừa nói xong, căn phòng lại vang lên tiếng cười ngạo nghế. Chu Dương, cậu cười cái gì? Chẳng nghe lời của Lão Phu không đúng sao? Hay là, vết thương của Tô Chiết không liên quan đến cậu? Vài người đưa mắt tìm xem ai là kẻ vừa bật cười, nhưng thình lình Tô Tam Thiên đập bàn, chỉ thẳng mặt Chu Dương quát lớn. Nếp nhăn trên gương mặt ông cụ thậm chí còn nhiều hơn một chút. Mọi người nhìn lại, mới thấy Chu Dương đã khế nhếch miệng, khuôn mặt có chút xem thường. Hiển nhiên tiếng cười vừa rồi là của Chu Dương. Tô Tam Thiên là vị tiền bối vai vế cao nhất trong Tô gia, đến cả Tô Thế Minh cũng phải kính trọng, vậy mà bây giờ một gã thanh niên hai mươi mấy tuổi tên Chu Dương kia lại dám chế nhạo. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện nhà Tô gia ở Đông Hải sẽ mất hết, mọi gia tộc khác ở Đông Hải sẽ lấy ra để chê cười. Vì thế mấy người bên phe ủng hộ Tô Thế Cầm đều vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn Chu Dương, dường như có thể dùng ánh mắt giết chết anh. Những người ủng hộ Tô Thế Minh cũng có vài người trừng mắt, khuôn mặt lộ rõ sự phẫn nộ. Chu Dương không tôn trọng Tô Tam Thiên, như vậy không chỉ đắc tội với người bên Tô Thế Cầm, mà còn đắc tội với cả người bên Tô Thế Minh nữa. Vì địa vị của Tô Tam Thiên trong Tô Gia là phải được kính trọng. Thế nhưng Chu Dương không hề nhượng bộ, như thể anh không hề quan tâm đến sự tức giận trên khuôn mặt bọn họ vậy cụ có biết tô chiết đã làm cái gì không vì sao mà bị thương nặng như vậy chu dương cười nhạt ánh mắt lướt qua tô tam thiên và dừng lại trên mặt tô thế cầm lúc này mặt tô thế cầm không có chút biểu cảm nào chu dương không tôn trọng tô tam thiên khiến cho nhiều người bên tô ra tức giận bà ta lại không có chút cảm xúc gì điều này làm cho chu dương trong lòng có chút ngạc nhiên lần đầu gặp tô thế cầm chỉ cần vài câu nói là bà ta đã nổi điên lên như người tâm thần không giữ một chút lý trí gì hừ tô chiết là con cháu ưu tú của tô gia thậm chí có thể còn là gia chủ đời sau nó làm cái gì cũng đều có lý do tôi biết đó là chuyện gì không phải là mời vợ cậu đến thương lượng hợp tác hay sao vợ cậu là người của tạ gia đúng không tạ gia cũng chỉ là một gia tộc bình thường tô chiết làm vậy là đã rất tôn trọng vợ cậu rồi không nghĩ rằng sự ghen tuông vớ vẩn của cậu lại nhiều như vậy, không ngại gây hấn với Tô Chiết. Hôm nay, nếu cậu không giải thích hợp lý cho Tô ra chúng ta, thì đừng hòng đi ra khỏi đây. Tô Tam Thiên nổi giận quát lớn. Sau đó Tô Tam Thiên ngồi luôn xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn Chu Dương qua cái bàn dài, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ đã nắm chắc phần thắng. Chu Dương lúc này ngây người ra. Thậm chí cả Trần Thế Hào và Tô Thế Minh cùng với vài người khác biết rõ nguyên do, cũng đang xứng sở hết cả nhưng rất nhanh sau người bên tô ra đã lấy lại được thần sắc trừ vài người lộ ra chút áy náy và ngại ngùng còn lại thì đều bình tĩnh không chút biểu cảm như thể là mọi lời tô tam thiên nói đều chính xác trần thế hào chớp mắt im lặng khẽ bưng ly trà nhẹ nhàng nhấp một chút không hề quay sang nhìn tô tam thiên còn chu dương thì sướng sờ lâu nhất thực ra thì sự sướng sờ này cũng chỉ kéo dài khoảng mấy nhịp thở ha 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 chu dương đột nhiên cười lớn ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cậu cười cái gì, muốn cầu xin lão phu tha thứ sao? Tô Tam Thiên không nhìn Chu Dương, chỉ lạnh nhạt hỏi. Tôi cười cái gì ý à? Tôi cười vì từ trước tới giờ chưa gặp ai mặt dày vô liêm sỉ như cụ. Chu Dương cười to hơn nữa. Choang! Vừa dứt lời, mọi người đều nghe được choang một tiếng. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, thì thấy ly trà trong tay Tô Tam Thiên đã rơi xuống đất vỡ tan thành mảnh vụn. Còn Tô Tam Thiên sắc mắt đỏ ửng lên, cả người giống như đang run dày, hít thở không thông, cánh tay khẳng khiu duỗi thẳng muốn chỉ vào mặt Chu Dương. "Mày, mày." Nhưng Tô Tam Thiên còn chưa nói hết lời đã ngã gục xuống đất. Cũng may nhờ mấy người đằng sau linh hoạt kịp đỡ Tô Tam Thiên trong tích tắc, ngăn ông cụ không bị đập xuống đất. Nếu như vậy ông lão nhất định sẽ bị thương, mà lớn tuổi như vậy còn bị thương thì hậu quả khó mà đoán trước được. Chu Dương, Cậu đừng có hỗn láo, chỗ này vẫn là nhà của Tô Gia. Tô Thế cầm sắc mặt âm u tĩnh lặng như nước, lạnh lùng nói. chương 177, nhìn tôi giống như đang sợ sao. Nhất định phải giải thích rõ với Tô Gia chúng tôi. Tô Lão Gia tuổi tác đã cao như vậy, mày mồm miệng còn hôi sữa lại dám ăn nói những lời ngung cuồng, không có một chút tôn kính với Tô Lão Gia. Nếu mày không cho Tô Gia bọn tao một câu trả lời, thì bất kể mày có thân phận gì cũng đừng hòng đi ra khỏi đây đúng vậy đầu tiên là làm hại tô chiết bây giờ thì làm tô lão ra tức đến như vậy chu dương mày chưa xong với tô ra đâu gia chủ đây là người mà ông đích thân mời đến sao trẻ tuổi ngông cuồng nếu ông không có lời giải thích thì ông cũng nhất định phải chịu tội đúng vậy tôi thấy hay là nhanh chóng cho tô thế minh bãi trước gia chủ đi không khéo đến một ngày tô ra sẽ thảm bại trong tay ông ta mọi người trong tô ra điên cuồng quát mắng Đầu tiên là nhiếc mắng Chu Dương, sau đó là chĩa mũi nhọn về phía Tô Thế Minh. Còn người bên phe Tô Thế Minh, sắc mặt đều u ám, không nói một lời. Vì liên quan đến Tô Tam Thiên nên bọn họ không dám tùy tiện phát ngôn biểu thị thái độ. Chu Dương thản nhiên ngồi trên ghế, cười vào diện mạo ghê tởm của bọn họ. Không sai, chính là diện mạo ghê tởm. Trong mắt Chu Dương, những người Tô gia đang ngồi bên Tô Thế Cẩm kia, đều là những tên trưởng lão mang khuôn mặt dữ tợn. Trừ Tô Văn Vũ, lúc đầu mắng nhiếc Chu Dương, nhưng sau đó không hề nói một lời. Thậm chí lúc Tô Tam Thiên bất tỉnh, ông ta cũng không làm gì cả. "Đủ rồi, các người đang làm loạn quá rồi đấy. Tô Chiết tại sao bị thương cũng chẳng ai biết, thế các người có biết rõ không? Sổ sách của gia tộc bị thiếu mất 100 triệu, chẳng lẽ là tự nhiên biến mất? Tôi không nói gì, nên các người cho rằng tôi không biết sao?" Đúng lúc này, người một mực nhẫn nại chịu đựng, Tô Thế Minh bực tức đập bàn quát lớn. Cả một căn phòng đều vọng lại tiếng của ông. Những người bên phe Tô Thế cầm nghe được lời của Tô Thế Minh cũng lập tức im lặng, thậm chí vài người còn rụt rè e sợ, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên. Có vài người muốn cãi lại Tô Thế Minh, nhưng vừa mới bắt gặp ánh mắt của ông đã vội tự mình rút lui. Bọn họ không làm gì có lỗi với Tô ra cả, nhưng vừa rồi Tô Thế Minh có nói đến 100 triệu. Việc bọn họ động tay vào, chính là để đổi lấy Tô Chiết từ Chu Dương. Lão ra ra tuổi đã cao, không thích hợp ngồi đây tiếp tục bàn chuyện, người đâu, mau đưa cụ về phòng nghỉ ngơi. Thấy tất cả mọi người không nói gì nữa, Tô Thế Minh nhìn về phía Tô Tam Thiên, lạnh lùng ra lệnh. Ngay sau đó có hai người từ sau lưng Tô Thế Minh bước vào, đi đến bên cạnh Tô Tam Thiên, đưa ông cụ xuống khỏi tầng lầu. Chu Dương ngồi bên cạnh gật gù liên tục, cái nhìn dành cho Tô Thế Minh cũng có chút thay đổi. Lúc trước, Chu Dương cho rằng Tô Thế Minh chỉ là kẻ hèn nhát, chỉ thích thỏa hiệp. Nhưng bây giờ nhìn lại, thì ra đó chỉ là bộ dạng ngụy trang của Tô Thế Minh. Chỉ cần trong những thời khắc quan trọng, sẽ có thể tức khắc mạnh mẽ chân áp lại mọi người. Dù bên Tô Thế Minh mất hai người vì họ phải đưa Tô Tam Thiên ra khỏi phòng họp, nhưng cũng đồng nghĩa là Tô Tam Thiên không ở đây nữa. Bởi vì ý kiến của một người như Tô Tam Thiên, quan trọng hơn ý kiến của hai người kia gấp nhiều lần. Chu Dương còn nhận thấy có hai ba người Tô gia đã thể hiện rõ sự do dự muốn rút, dường như đang lưỡng lự không biết có nên rời đi, không tham dự vào cuộc gia chủ tranh minh này nữa hay không. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bầu không khí trong phòng đã thay đổi hoàn toàn. Tô Thế cầm muốn ngăn lại, nhưng không tìm được lý do gì. "Tô Thế Minh, đây là người mà anh mời đến sao? Khiến cho Tô lão gia gia thành ra như vậy, nếu như ông cụ có bất kỳ mệnh hệ gì, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm." Tô Thế cầm lạnh lùng quát lên, trong mắt tràn đầy ý căm hận, không lưu lại chút tình anh em gia đình. Tô Thế Minh thở dài, có chút khó xử, nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng đau xót. Tô Thế cầm làm vậy, đã vượt quá sự dự tính của ông, thậm chí làm ông trở tay không kịp, một chút chuẩn bị cũng không có. Ông nghĩ rằng, tại sao người em gái tốt bụng lúc trước của ông, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành như thế này? Chỉ vì địa vị gia chủ, không ngại khai chiến với chính anh trai mình cuộc họp tiếp tục tô thế minh trầm giọng rõng rạc nói mọi thứ xảy ra lúc trước như thể chỉ là một tiết mục phụ biến mất như chưa hề xuất hiện nghe thấy lời của tô thế minh những người khác dù không cam tâm nhưng cũng chẳng làm được gì dù sao tô thế minh hay còn gọi là gia chủ tô gia đến cả ông cũng không truy cứu sâu thêm chuyện chu dương và tô tam thiên thì căn bản cũng chẳng ai đủ quyền bắt chu dương phải trả giá cuộc họp tiếp tục hai bên lại tiếp tục tranh luận về những thay đổi gần đây của Tô Gia. Cả tiếng đồng hồ không bên nào thuyết phục được bên nào. Chu Dương bên cạnh cảm thấy thật nhàm chán, có lúc chỉ muốn nằm ngủ. Nhưng trong lòng thì luôn cảnh giác cao độ, đến Tô Gia còn như vậy, huống chi là Chu Gia. Nếu bây giờ tự mình quay về Chu Gia, e là không thể yên ổn được. Chính là đối đầu với những người chuộng thể lực cũ, vì họ sẽ rất bất mãn về bản thân anh. Chu Dương trong lòng lo nghĩ, càng cảm thấy bản thân phải phát triển, phải lớn mạnh hơn nữa. Ít nhất thì, ngày trở về Chu gia, không thể không đủ tiềm lực. Nghĩ tới đây, Chu Dương đột một ngẩng đầu nhìn về phía người bên Tô gia đang tranh luận. Nếu như có được sự ủng hộ của bên Tô gia, thì vị thế của bản thân mới tăng vọt được. Mặc dù không thể so sánh với Chu gia, thế nhưng cũng không đến nỗi là không có tiềm lực. Thế nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là đảm bảo Tô Thế Minh nắm chắc Tô gia trong tay, nếu không mọi thứ đều sẽ vô ích tô thế minh hôm nay anh không chỉ làm tô lão gia bất tỉnh anh còn đắc tội với tôn gia anh phải suy nghĩ cho kỹ tô thế cầm lạnh lùng nói như thể nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay như vậy tức là tô gia chúng ta với tôn gia không hợp nhau chẳng nhẽ nếu tôi không đắc tội với bọn họ bọn họ sẽ không động đến tô gia chúng ta sao tô thế minh thản nhiên đáp lại không mảy may sợ hãi hừ chu dương tôi biết cậu xuất thân không tầm thường đến cả trần thế hào cũng gọi cậu là thiếu gia thế nhưng bất kể cậu từ đâu tới cậu cũng không đủ trình độ để đắc tội với tôn gia nếu như cậu tỉnh ngộ thì đừng ở đây can dự nữa tôi nói cho cậu biết nếu cậu chịu nhận sai đến nhà tôn gia xin lỗi thì cậu sẽ sống yên ổn tô thế cầm lạnh lùng nhìn chu dương trầm giọng nói bà nhìn tôi giống người đang sợ sao chu dương cười nhạt không coi lời đe dọa của tô thế cầm ra gì Tôn gia là gia tộc thượng lưu ở Đông Hải, tranh giành không ít với Tô gia. Nhưng kể cả coi như khắp các gia tộc ở Đông Hải này liên minh lại, cũng chẳng xứng làm đối thủ của Chu gia. Trước khi Chu Dương thất bại trong việc thừa kế, thì anh tuyệt đối bình an vô sự. Đó là thứ để Chu Dương dựa vào. Con cháu Chu gia có thể bất tài, hoặc vì sống nhạt nhẽo vô vị quá mà chết, chứ không bao giờ là chết do bị người khác hãm hai. Cuống hồ Chu Dương còn là con trai duy nhất của Lão gia chủ hiện đang được tiến hành thủ tục thừa kế, Chu gia chắc chắn sẽ không để anh bị tấn công. Trần Thế Hào là biểu hiện rõ ràng nhất, quan trọng nhất. Chu Dương nghĩ vậy, lặng lẽ nhìn Trần Thế Hào một cái, hồi tưởng lại trong tâm trí cảnh tượng từ lần đầu gặp mặt Trần Thế Hào cho đến tận bây giờ. Lúc trước, Chu Dương cho rằng Trần Thế Hào vì coi trọng anh, tin tưởng anh có thể thừa kế toàn bộ Chu gia, nên từ đó mới giúp đỡ anh, chờ đến ngày cuối cùng có thể nhận được bảo đáp đầy đủ thế nhưng Chu Dương lại phát hiện có gì đó không đúng. chương 178, cuối cùng chọn ai? Chu Dương vẫn cảm thấy hết sức kỳ lạ. Anh cho rằng bản thân chắc chắc sẽ được nhận thừa kế, nên Chu Gia cũng không để ý tới anh, chỉ âm thầm quan sát, xem liệu anh có hành vi ăn gian lừa dối nào không. Vì vậy trước mấy ngày nhận thừa kế, Chu Gia vẫn tiếp tục thầm quan sát như vậy. Sau đó mới nhận ra rằng, Chu Gia cũng trợ giúp một chút cho Chu Dương. Trần Thế Hào chắc hẳn là một trong số đó. Vì ở Đông Hải này, Trần Thế Hảo như cá gặp nước, danh tiếng vang dội, sao phải quan tâm đến Chu Dương làm gì? Vậy nhưng ông vẫn chủ động liên lạc với Chu Dương. Điều này chứng tỏ rằng Chu gia đã nhờ Trần Thế Hảo đến giúp đỡ Chu Dương xử lý vài chuyện. Chu Dương rời ánh mắt, không nhìn Trần Thế Hào nữa. Anh tạm thời cất tâm tư vào lòng, quay lại nhìn người bên Tô gia. Thế nhưng, Chu Dương không biết rằng lúc anh thu hồi ánh mắt lại trần thế hào ngồi bên cạnh đã cẩn thận nhìn anh trong ánh mắt tựa dường như đang cười nhẹ cậu hừ nơi này là tô gia tô thế cầm tức tối hừ lạnh đôi mắt tràn đầy sự tức giận nhưng không có cách nào gây khó dễ cho chu dương được cứ họp đi họp lại họp mãi không thu được kết quả gì vật bây giờ trực tiếp biểu quyết đi mỗi người tự biểu quyết ủng hộ phe nào tô thế cầm kìm nén cơn giận dữ hạ thấp giọng nói trong nháy mắt Tất cả mọi người trong tô gia đều cảm thấy áp lực lớn dần, đến mức hít thở cũng thấy không thông. Bọn họ từ trước tới giờ chưa bao giờ đối diện với việc chọn lựa quan trọng như thế này. Tôi ủng hộ tô thế cầm, thế minh, cách làm việc của ông mấy năm nay quá cầu thả, tô gia mà để cho ông đứng đầu, e là sẽ chẳng có có kết cục tốt đẹp. Một ông lão tiên phong biểu quyết, chú Tam, tôi không đồng tình, tô thế cầm chỉ là phụ nữ, làm sao có thể đứng đầu tô gia một người đàn ông trung niên khác lạnh lùng phản hồi, ánh mắt nhìn Tô Thế Cầm không hề thiện trí. a à, đúng rồi, tôi mạn phép chen ngang một chút. Đúng lúc này, Chu Dương đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người trong Tô ra đồng loại nhìn lại, mọi người bên Tô Thế Cầm khuôn mặt đầy sự giận dữ, còn những người bên Tô Thế Minh thì khuôn mặt lộ rõ ý cười. Công ty danh dương của tôi và câu lạc bộ Silver Lake của Trần Thế Hào không chỉ là đối tác của công ty danh dương trong mảng truyền thông, mà hy vọng Tô gia cũng có thể trở thành đối tác làm ăn với chúng tôi. Chu Dương nói xong, nhắm mắt lại không quan sát phản ứng của những người bên Tô gia. Thế nhưng, đúng lúc này, Chu Dương lại nghe được hơi thở nhẹ đầy nôn nóng gấp rút nhẹ vang lên trong căn phòng. Trần Thế Hào nhìn Chu Dương, không nói gì thêm, đương nhiên thấy lời Chu Dương nói là chính xác. Mọi người trong Tô gia, trừ Tô Thế Minh và Tô Thế Cầm, tất cả đều vô cùng kinh ngạc đến mức hoảng hốt. Công ty Danh Dương gần đây tốc độ phát triển cực kỳ nhanh, thu hút sự quan tâm của rất nhiều gia tộc, thậm chí vài gia tộc đã âm thầm liên hệ với công ty bày tỏ ý định muốn đầu tư. Dù không có quyền lực điều hành công ty, nhưng nhất định phải nắm được cổ phần công ty. Vì doanh số tiêu thụ mấy tỷ chỉ trong nửa tháng, so với toàn quốc là thuộc top đứng đầu. Huống hồ, lại còn có công ty truyền thông Danh Dương. Người trong Tô gia đã điều tra Chu Dương vô cùng rõ ràng, Chu Dương đã đưa cả ngành truyền thông tại Đông Hải quy tụ thành một, dựng thành công ty truyền thông danh Dương. Ở Đông Hải này nắm quyền lực rất lớn ở lĩnh vực truyền thông. Điều khiển người bên Tô Gia kinh ngạc nhất chính là sự tham gia của Trần Thế Hào. Dù Chu Dương là thiếu gia của Trần Thế Hào, nhưng người bên Tô Gia không ai biết Chu Dương ở trong gia tộc lớn kia có vị trí ra sao. Nên nếu đây chỉ là một người bình thường, bọn họ sẽ không cần quan tâm làm gì thế nhưng có Trần Thế Hào tham gia nên mọi chuyện không giống như vậy nữa. Điều này có thể nói rõ rằng, Chu Dương nếu không phải con cháu chính thống, thì cũng là anh em vô cùng thân thiết, được gia tộc lớn đó vô cùng coi trọng. Những người bên tô thể cầm ánh mắt sáng rực, bọn họ thấy rằng, nếu hai bên hợp tác, đối với tô gia, cũng như đối với bọn họ mà nói, sẽ đem lại lợi ích rất lớn. Nhất thời, mọi người đều có chút do dự. Ngay cả những người ban đầu ủng hộ tô thế minh cũng vô cùng căng thẳng khổ tôi thấy là, mấy năm gần đây tô ra gặp nhiều trở ngại, thế nhưng tô đời minh vẫn lãnh đạo khá tốt, nếu đường đột đổi ra chủ khác, e là sẽ dễ làm mọi thứ xáo trộn. Một ông lão bên tô thể cầm ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói, dường như không nhìn thấy sắc mặt của tô thể cầm. Tôi cũng thấy vậy, tô thế cầm dù không tồi, nhưng cuối cùng cũng gả cho người khác, không thể cai quản tô ra. Có một người lên tiếng ủng hộ tô thế minh. Tô Thế cầm sắc mặt càng ngày càng tối sầm xuống bà ta hoàn toàn không nghĩ tới trong đúng thời khắc quyết định nhất chu dương lại nói ra như vậy mà bà lại càng không thể tin nổi rằng những người ban đầu ủng hộ mình lại vì lời nói của chu dương vội thay đổi ý kiến quay sang ủng hộ tô thế minh một ông lão trong tô ra ban đầu ủng hộ tô thế cầm sau khi bộc lộ chút do dự đành thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói tô ra trong những năm tới sẽ không xảy ra biến đổi gì nhiều thế nhưng vật đổi sao rời thời đại có nhiều biến chuyển lớn nếu tô ra còn cố bảo thủ tự nhiên sẽ bị thụt lùi thế minh à sau này tô ra này vẫn sẽ là nhờ cậu trèo lái sau khi nói xong ông lão đứng dậy chầm chậm đi xuống tầng mọi người đều yên lặng nhìn bóng lưng ông lão không có ai lên tiếng nói gì bọn họ đều biết tại sao ông lão làm như vậy nên không hẹn mà gặp đều quay ra nhìn chu dương mỗi người một vẻ mặt khác nhau vớ vẩn tại sao mọi người có thể như vậy mọi người có thể tin lời nói của một thằng danh con như vậy sao tô thế cầm cuối cùng không thể nhịn được nữa lên cơn nổi giận lôi đình người khác phản bội bà có thể cho qua nhưng tam lão gia vừa rồi cũng ủng hộ tô thế minh khiến cho bà không thể chịu đựng nổi tam lão gia trong tô gia không quản lý nhiều chuyện thế nhưng con cháu của ông lão rất nhiều vì thế trong tô gia lời nói của ông rất có trọng lượng nếu tam lão đã ủng hộ ai thì con cháu của ông ấy nhất định sẽ ủng hộ theo chỉ trong nháy mắt, Tô Thế Cầm rơi vào thế vô cùng khó khăn. Thể cầm, không được phát ngôn sằng bậy. Tô Thế Minh lạnh lùng nhìn Tô Thế Cầm gắn giọng nói. Lúc này có lẽ mọi người Tô Gia trong căn phòng đều ủng hộ ông. Điều này có nghĩa là, mỗi người Tô Gia mà bọn họ đại diện đều sẽ ủng hộ ông. Tôi nói sai sao, bọn họ sống lâu như vậy, bây giờ lại nghe lời một tên nhãi danh, làm mất mặt cả cái Tô Gia này. Thế nhưng Tô Thế Cầm không hề tiếp thu, ngược lại còn không giữ chút thể diện mà quát toáng lên, khiến cho mọi người ai cũng bất ngờ. Nhìn bà ta lúc này không khác gì một người đàn bà đanh đá chua ngoa, thật là khiến người khác nói không nổi. Chu Dương, đều tại mày, chính là mày đã hại tô chiết con tao, là mày khiến tôn tiên sinh bị thương, là mày đã lên kế hoạch hãm hại tạo. Chính là mày, tao muốn mày phải chết. Đột nhiên tô thế cầm như thể phát điên lên, hét ẩm ý rồi xông về phía Chu Dương, khí thế hừng ngực sẵn sàng lấy mạng đổi mạng. Nhưng Tô Thế Cầm còn chưa chạm được vào vật áo của Chu Dương thì đã bị chặn đứng lại. Khuôn mặt bà ta đầy vẻ kinh ngạc. Hừ, to gan, dám động vào thiếu gia của tôi. Lấy cả tô ra nhà bà ra đền cũng không đủ đâu. Cút, Trần Thế Hào một cước đá vào bụng Tô Thế Cầm, lòng không một chút thương hại, hừ lạnh một tiếng rồi dồn lực vào chân, khiến cho Tô Thế Cầm bị đá bay ra ngoài. chương 179, bất hòa lắng xuống, thảo luận hợp tác trong căn phòng nhỏ bao trùm bầu không khí im lặng mọi người trong tô gia không thể ngờ rằng đột nhiên tô thế cầm lại nổi điên như vậy nên không ai kịp ngăn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta lao về phía chu dương điều còn khiến mọi người kinh hoàng hơn là thấy trần thế hào chủ động ra tay mặc dù không biết thực lực của trần thế hào đến đâu nhưng có một tin đồn lan truyền khắp cả đông hai trần thế hào là một cao thủ siêu cấp mạnh tới trình độ nào nếu như một võ sĩ quyền anh giỏi nhất cả nước xông vào, thì Trần Thế Hào có thể một mình đánh 10 người như vậy. Nhưng tin đồn này là thật hay giả thì không ai biết. Nhưng từ khi Trần Thế Hào đặt chân lên đất Đông Hải, chưa bao giờ thấy ông ấy phải tự ra tay. Luôn có đàn em của ông xử lý. Bây giờ thấy Trần Thế Hào chỉ cần đơn giản nhẹ nhàng cũng có thể đạp bay Tô Thế Cầm, mọi người thực sự vô cùng kinh sợ. Trần Thế Hào quả là sức lực vô cùng mạnh mẽ sợ rằng đội quân mạnh nhất của tô gia cũng không xứng tầm làm đối thủ của trần thế hào ánh mắt của tô thế minh chợt lóe lên nhìn trần thế hào đang thu chân phải về chỉ gia chủ mới biết những người có vũ lực mạnh nhất của tô gia đó là tô gia có chú cung là người mạnh nhất điều mà chỉ riêng ông biết được khi lão gia chủ còn sống có mấy lần tô gia gặp nạn đều nhờ đến chú cung giải quyết trong lòng thầm so sánh thực lực giữa trần thế hào và chú cung Tô Thế Minh cũng thoáng chút an tâm. Trần Thế Hào làm sao đánh thắng chú cung được? Tô Thế Minh ra hiệu ánh mắt cho hai người đứng bên cạnh. Bọn họ lập tức đi lên, đưa Tô Thế Cầm đang bất tỉnh xuống dưới tầng. Đến đây coi như phe của Tô Thế Minh toàn thắng. Không chỉ chấm dứt được mưu đồ làm gia chủ của Tô Thế Cầm, mà còn củng cố vững chắc hơn vị trí của mình. Chúc mừng chú Tô Chu Dương cũng vui vẻ chắp tay chúc mừng. Hôm nay anh tới đây chính là để ủng hộ Tô Thế Minh để phòng trừ việc danh tiếng của bản thân chưa đủ, anh đặc biệt hẹn Trần Thế Hào cùng tới với mình. Vừa rồi Tô Thế cầm kích động lên, bị Trần Thế Hào cho một cước ngất xỉu, còn thêm vào việc Chu Dương đưa ra một điều kiện cực kỳ hấp dẫn. Vì thế tất cả mọi người trong phòng không ai phản đối lại Tô Thế Minh. Chúc mừng gia chủ. Đúng vậy, Tô gia nằm trong tay gia chủ sau này sẽ rạng rỡ hơn nữa. Ha ha, tôi bảo là Tô Thế Minh chắc chắn là được. Ông ấy không được thì còn ai được nữa? À, tô thế cầm cũng coi như đắc tội rồi. Lúc trước bà ta một mực phản đối Tô thế minh, lại còn làm đảo lộn tôn ti trật tự trong gia tộc, thậm chí còn vì lợi ích bản thân làm tổn hại đến danh dự gia tộc, thật không thể tha thứ. Cái đó, Trần tổng, Chu tổng, không biết vừa nãy cậu có nhắc đến đề nghị hợp tác? Mọi người trong tô gia chúc mừng Tô thế minh xong, liền có người rè rặt hỏi về vấn đề hợp tác Chu Dương vừa nói tới. Lúc nói ra những lời này anh ta còn len lén nhìn Chu Dương và Trần Thế Hào rất sợ mình sẽ phải nối gót giống tô Thế Cầm nếu như vậy thì đúng là đem mặt mũi đi quét sân lúc sau quay về tô gia cũng phải cúi đầu mà bước Chu Dương không nói gì chỉ im lặng một chút thực tế là Chu Dương cũng đang suy nghĩ lúc trước anh nghĩ chưa xong vấn đề triển khai hợp tác với tô gia vì anh cũng chưa nắm rõ sản nghiệp của tô gia như nào thế nhưng anh đề nghị hợp tác là vì muốn tạo bước đệm cho kế hoạch dùng tô ra để đưa mình đến cái đích lớn hơn chu dương trầm mặc im lặng khiến mọi người trong tô ra có chút luống cuống bọn họ rất sợ chu dương đổi ý vì nếu vậy họ sẽ chẳng làm được gì nữa quyết định chọn gia chủ cũng đã xong rồi nếu bây giờ bọn họ muốn đổi ý tô thế minh sẽ không cho phép mà bộ dạng kia của tô thế cẩm đúng là không thể đảm nhiệm vị trí gia chủ chu dương nếu như cậu vẫn chưa nghĩ xong có thế từ từ mà cân nhắc Hiện tại chúng tôi cũng không vội." Tô Thế Minh nhẹ giọng nói, "Ông cho rằng trước đó anh cũng chỉ tùy tiện nói ra nên cũng muốn giúp anh giải vậy một chút. Cũng không cần đâu, chỉ là tôi chưa nghĩ ra chúng ta hợp tác trên phương diện nào." Chu Dương đột nhiên đáp lại, ánh mắt đảo một lượt trên người bên Tô gia, thu gọn vào tầm mắt từng biểu hiện của bọn họ. Có kích động, có hưng phấn, có đắc ý, có cả một chút mừng thầm. Chu Dương biết trong đại gia đình Tô gia to lớn này, mỗi người bọn họ đều là một gia đình nhỏ. Ai cũng có ham muốn cá nhân riêng. Nếu như Chu Dương hợp tác với Tô Gia, lại còn có thêm Trần Thế Hào, bọn họ chắc chắn sẽ thu được không ít lợi ích. Như vậy đi, mọi người liệt kê rõ ràng ra, những sản nghiệp nổi bật nhất của Tô Gia, cả những sản nghiệp mà có vài phương diện cần phải có đột phá. Tôi sẽ cầm về nghiên cứu kỹ lưỡng, ba ngày sau sẽ đưa cho mọi người câu trả lời. Chu Dương nói xong, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm bọn họ rất sợ Chu Dương đổi ý, vì thế bây giờ nghe Chu Dương nói vậy, ai cũng thấy yên lòng. Mặc dù Chu Dương chưa đưa ra quyết định cụ thể nào, nhưng chỉ sau 3 ngày sẽ có câu trả lời, là gần như đã chắc chắn rồi. Như vậy cũng được, cậu và Trần Thế Hào đợi ở đây chút, tôi cho người sắp xếp lại. Tô Thế Minh nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn Trần Thế Hào, thấy Trần Thế Hào gật đầu đồng ý rồi mới cho người vào thu xếp. Không lâu sau, một bảng biểu kê khai chi tiết được đặt trước mặt Chu Dương. Các danh sách trên liệt kê đầy đủ các sản nghiệp mà Tô gia hiện đang phát triển rất tốt. Ngoài ra còn có một số sản nghiệp đang gặp khó khăn và cần khẩn trương tìm kiếm sự đổi mới. Chu Dương nhìn từng cái một, cũng thấy rõ ràng hơn. Một vài sản nghiệp không vượt quá dự tính của bản thân anh. Nếu quay lại thảo luận thì có thể còn nhiều thứ để hợp tác. Được, như vậy đã. Giờ chúng tôi quay về sẽ họp bàn một chút bản phương án hợp tác sơ bộ đến thời gian thì sẽ cho người cầm đến đưa cho mọi người Chu Dương nhàn nhạt, nhạt nói không cần đến lúc đó chỉ cần cậu báo một tiếng tôi sẽ cho tô Vĩ đến cầm về Tô Thế Minh vội vàng đáp lại Chu Dương hỡi xứ người một chút nhưng sau cũng gật đầu đồng ý đây là vì Tô Thế Minh muốn để Tô Vĩ xuất hiện nhiều trước mặt Chu Dương thúc đẩy thêm mối quan hệ giữa hai bên Chu Dương cũng không thấy có vấn đề gì nên vui vẻ đồng ý hơn nữa, Tô Vĩ một mực tìm Ngưu Xuyên Bái sư, có lẽ lần này quay về có thể giải quyết được rồi. Trò chuyện xong xuôi, Chu Dương chào tạm biệt rồi rời đi. Vị trí gia chủ nhanh chóng được lựa chọn, Tô Thế Minh tiếp tục ngồi vững trên vị trí này. Tiếp theo, ông cần dọn sạch những thế lực còn lại, khiến phe Tô Thế cầm phải hoàn toàn được thanh lọc. Việc này thì không liên quan gì đến Chu Dương, nếu như Tô Thế Minh đến việc này mà cũng không giải quyết được vậy thì Chu Dương cũng không cần cùng Tô Thế Minh hay là cùng Tô Gia triển khai hợp tác gì. Ba ngày sau, đến công ty danh Dương một chuyến, có chuyện cùng cậu bàn bạc. Lúc sắp rời đi, Tô Vĩ có quà tìm để đặc biệt cảm ơn Chu Dương. Chu Dương cũng không quên lời Tô Thế Minh vừa nói, dặn dò Tô Vĩ ba ngày sau đến công ty danh Dương lấy phương án hợp tác. Đi cùng với Chu Dương và Trần Thế Hào còn có một đám đàn em. Rời khỏi Tô Gia, họ quay về câu lạc bộ Silver Bây giờ Chu Dương sẽ thường xuyên tới câu lạc bộ, nên Trần Thế Hào đã chuẩn bị cho Chu Dương một căn phòng ở đó lâu dài. Đêm đó, Chu Dương nằm nghỉ trong phòng, xem lại giấy tờ bảng biểu bên tô ra, trong lòng thấy có chút man mác buồn. Thật là một đêm tĩnh mịch. Hôm đó, khi Chu Dương còn đang chìm trong giấc mộng, chợt có tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Chu Dương ngồi bật dậy trên gường, khuôn mặt đang rất ngái ngủ. Tối muộn anh mới xem hết tài liệu, Tốn rất nhiều thời gian, gần 3 giờ sáng mới đi ngủ. Anh Dương, anh Dương, dậy đi. Chương 180, thu hút sự chú ý. Đột nhiên giọng nói của Trần Hân vang lên khiến Chu Dương nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Anh đang định ngủ một giấc, sau đó sẽ về công ty danh Dương, căn bản không hề nghĩ tới những công việc khác. Nhưng bây giờ Trần Hân tự mình tới tìm anh, Chu Dương không thể bảo cô rời đi được. Chu Dương mở cửa phòng nhìn thấy trần hân đang đứng ngoài cửa cười tủm tỉm nhìn mình em vào đi anh đi tắm qua một chút chu dương cười nói né người để trần hân đi vào cũng không đóng chặt cửa phòng mà vẫn he hé mở anh không muốn để người khác hiểu lầm vì trần hân còn là con gái của trần thế hào nữa tắm rửa xong xuôi chu dương về phòng thấy trần hân vẫn đang ngồi ở mép giường tủm tỉm cười nhìn anh sao thế có chuyện gì tới tìm anh sớm vậy chu dương nhìn đồng hồ Mới có hơn 8 rưỡi, còn chưa tới 9 giờ. Hôm qua 3 giờ sáng mới ngủ, tính đến giờ ngủ còn chưa quá 5 tiếng, như vậy với người bình thường là không đủ rất chút nào. Chu Dương vực dậy tinh thần, sau khi tắm rửa thì cũng thấy khỏe ra, khắp cơ thể phần trên lẫn phần dưới đều dễ chịu hơn nhiều. Anh Dương, hôm nay bọn em tiểu trường, anh có thể đưa em đi học được không? Trần Hân đứng dậy, có chút ngại ngùng. Đi học, không phải em còn có đợt huấn luyện quân sự sao? Chu Dương ngạc nhiên hỏi. Theo như anh nhớ, sau khi tiểu trường sẽ có một đợt huấn luyện quân sự. Bình thường thì đợt quân sự sẽ kéo dài khoảng 2 tuần lễ. Bọn em kết thúc đợt huấn luyện rồi, chẳng nhẽ anh Chu Dương không thấy em có chút thay đổi nào sao? Trần Hân khuôn mặt thoáng buồn thiêu, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nói, đôi mắt lấp lánh nhìn chủ Dương. Hả, huấn luyện xong rồi. Chu Dương lúc này mới nhận ra được chút khác biệt lúc trước gặp trần hân da của cô trắng như tuyết cực kỳ nhẵn mịn nhưng bây giờ làn da cơ hồ có chút năm năm trần hân hiển nhiên phải bôi rất nhiều kem chống nắng nhưng làn da vẫn bị lưu lại chút dấu vết thì ra là vậy chu dương cũng muốn từ chối vì thời gian này anh có rất bận không có nhiều thời gian rảnh thế nhưng anh chợt thay đổi suy nghĩ vì nếu bản thân từ chối trần hân thì cũng có chút không hợp tình hợp lý mà trần hân còn gọi anh một tiếng anh chu dương được rồi vậy bây giờ chúng ta đi luôn à chu dương mỉm cười gật đầu một cái trần hân hơi bất ngờ khuôn mặt cô thể hiện rõ sự mừng rỡ vui vẻ gật đầu thực ra cô cũng chỉ định mang mở suy nghĩ bòng bong này đến hỏi một chút trước khi đến trần hân đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng trường hợp bị chu dương từ chối thậm chí đến một chút thất vọng cũng khéo léo giấu kỹ đi chỉ là cô không nghĩ tới rằng chu dương lại gật đầu đồng ý Điều này khiến Trần Hân vui mừng khôn xiết, liền vội vàng đi về phía trước khoác cánh tay Chu Dương. Hai người cùng đi thẳng xuống tầng, mà Trần Thế Hào thì đang đứng đó chờ sẵn. Nhìn thấy Chu Dương và Trần Hân cùng nhau đi xuống, bộ dạng có chút mập mờ, thế nhưng ông không hề tức giận, trong ánh mắt còn tràn đầy ý cười, như thể rất hài lòng với cảnh tượng này. Thiếu gia, cậu có muốn đi ăn sáng chút không? Trần Thế Hào mỉm cười hỏi, nhìn khuôn mặt con gái Trần Hân một cái là hiểu ngay ý cô trần hân khuôn mặt dạng dỡ vui vẻ nhìn là biết vì chu dương đã đồng ý yêu cầu của cô trần thế hào biết rõ tại sao trần hân lại tìm chu dương nhìn bộ dạng vui vẻ của con gái mình như vậy trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào ông rất sợ lỡ chu dương từ chối như vậy không chỉ làm trần hân bị tổn thương mà còn làm dạn nứt mối quan hệ giữa hai người họ có thể chút dạn nứt đó giữa hai bọn họ sẽ rất nhỏ thậm chí là không phá vỡ được mối quan hệ này nhưng dạn nứt vẫn là dạn nứt, nó không vì thế mà biến mất, mà mãi mãi là một mối đe dọa ngầm. Bây giờ Chu Dương đã đồng ý lời đề nghị của Trần Hân, như vậy tạm coi là mối quan hệ giữa Chu Dương và Trần Thế Hảo vẫn nguyên vẹn tốt đẹp. Không cần đâu, tôi không đói. Ông có xe ở đây không? Cho tôi mượn một chiếc. Chu Dương lắc đầu, bụng không đói tức là không cần ăn cơm. Bây giờ anh và Trần Hân cùng đi đến trường học, ngồi xe bus hay taxi đều không tiện, tốt nhất nên tự lấy xe đi. Hôm qua Chu Dương ngồi xe Trần Thế Hảo đến đây, chứ anh không tự lái xe tới. Thiếu ra, trong bãi đỗ xe không thiếu xe, cậu muốn mượn chiếc nào cũng được. Trần Thế Hảo mỉm cười, đưa một dây chìa khóa cho Chu Dương. Chu Dương nhìn một cái, trong lòng có chút kinh ngạc. Cả dây có rất nhiều chìa, muốn cầm lòng mà từ chối cũng khó. Trừ một vài kiểu xe thường gặp, như BMW, Mercedes-Benz và Porsche thì ngay cả Ferrari, Rolls-Royce, Bentley cũng có đến vài chiếc. Chu Dương xuống bãi gửi, trong tầm mắt anh toàn là những dòng xe sang trọng. BMW và Mercedes thậm chí còn được đặt trong góc, không ai dùng trong một thời gian dài, khiến bề mặt xe phủ một lớp bụi dày. Chu Dương nhất thời không nói được gì, hiện tại anh vẫn chưa mua cho mình một chiếc xe nào. Lúc trước là vì trong người không có tiền, không thể tìm Tạ Linh Ngọc xin tiền mua xe được giả sử có vài tiền tạ Linh Ngọc, thì bà tạ cũng sẽ dùng mọi cách ngăn lại. Bây giờ có tiền rồi, thì công việc quá bận rộn, đến nỗi quên luôn cả chuyện mua xe. Lúc này nhìn thấy nhiều xe sang trọng như vậy, trong lòng anh cũng có vài sự kích động tự nhiên trào dâng. Chu Dương quyết định, sau khi cùng Tô ra hợp tác xong, sẽ đi mua cho mình một chiếc xe. Cuối cùng, Chu Dương chọn chiếc Rolls Royce ảo ảnh màu trắng bạc. Chiếc xe này trên toàn thế giới cũng không có quá 10 chiếc ở Trung Quốc đã có hai chiếc rồi. Chu Dương nghĩ ngay đến một chiếc đang thuộc sở hữu của Trần Thế Hào. Lúc đầu thấy được tin tức này, Chu Dương vẫn còn đang đi học, trong lòng không dám mơ tưởng một ngày có thể lái loại xe như này, nghĩ là chỉ cần nhìn từ xa cũng tốt lắm rồi. Không nghĩ thời thế giờ đã thay đổi, hiện tại Chu Dương không chỉ có thể đứng ngay cạnh chiếc xe, mà còn có thể trực tiếp ngồi vào xe để lái. Phiên bản giới hạn của 10 chiếc xe hơi sang trọng trên thế giới là khác nhau. Sau khi ngồi xuống, Chu Dương cảm thấy rất thoải mái, hầu như mọi chuyển động đều không bị hạn chế, cũng như rất thuận tiện để làm bất cứ động tác nào. Sau khi tạm biệt Trần Thế Hào, Chu Dương nổ máy chiếc Rolls-Royce Phantom, lao nhanh xe đưa Trần Hân đi thẳng đến Đại học Đông Hải. Trời ơi, đây là xe gì thế? Nhìn phong độ quá. Tuyệt vời, thật là khâm phục, tôi từ trước tới giờ chưa nhìn chiếc xe này bao giờ. Xe này nhìn giống Rolls-Royce Phantom chắc là cậu chưa thấy kiểu dáng này lần nào. Đây là chiếc Rolls Royce Phantom, cả thế giới chỉ có 10 chiếc, trong đó ở Trung Quốc chúng ta có hai chiếc. Tôi chỉ biết có một chiếc ở thủ đô, nhưng mà chiếc xe này đang mang biển số xe của Đông Hải, không lẽ có một chiếc nữa ở Đông Hải. Chiếc Rolls Royce Phantom lao nhanh trên đường, thu hút sự chú ý của mọi người, khiến ai cũng phải bàn tán. Chu Dương còn nhìn thấy mấy chiếc Maserati đi bên cạnh, đều là các thiên kim nhà giàu, họ cũng đang nhìn anh với ảnh mắt quyến rũ. Chu Dương không để ý tới những người này, tăng tốc vượt qua bọn họ, đi thẳng đến Đại học Đông Hải. Tiếng động cơ của Rolls Royce Phantom không lớn, nên lúc đầu không thu hút sự chú ý của ai. Nhưng khi xe dừng lại, màu trắng bạc của chiếc xe cộng với thiết kế bề ngoài sang trọng khiến cho tất cả sinh viên Đại học Đông Hải đều phải quay đầu nhìn. Mẹ nó, đây phải chiếc Rolls Royce Phantom không? Sao lại ở chỗ này? Không biết kia là người nhà ai? sao lại giàu thế mọi người có phải tôn thiếu gia không không phải đâu không phải bốc phét nhưng đến cả tôn gia cũng không mua cho tôn thiếu gia cái xe này được chẳng nhẽ là xe của trần thiếu gia ở thủ đô cũng có khả năng tôi nhìn cái biển số xe thấy quen lắm trước đây trần thiếu gia đúng là có lái một chiếc xe như này chà cái này thật là khó đoán mau nhìn người trong xe bước ra đi chu dương dừng xe xong xuôi trần hân mới bước xuống xe khi mọi người nhìn thấy Trần Hân, mặt ai cũng thể hiện rõ sự kinh ngạc. Chương 181, trở lại trường Đại học Đông Hải. Trần Hân bước xuống từ chiếc Rolls-Royce Phantom khiến tất cả mọi người kinh ngạc há hốc mồm. Trong lòng bọn họ đã nghĩ ra là ai, nhưng tuyệt đối không ngờ tới lại là Trần Hân. Là hot girl mới của Đại học Đông Hải, tiếng tăm của Trần Hân ở Đại học Đông Hải bắt đầu vang dội khắp trường sau lễ nhập học của tân sinh viên. Rất nhiều sinh viên lâu năm ở đây không biết Trần Hân, cũng không biết năm nhất có một cô hot girl như Trần Hân. Thậm chí có tin đồn, Trần Hân không chỉ là một hot girl mà cô còn là một mỹ nữ giàu có, gia sản của Trần gia ở Đông Hải lên tới 10 triệu tệ. Sao lại là cô ấy? Nữ thần của tôi, lẽ nào được Trần thiếu gia tiếp nhận rồi sao? Tim tôi tan nát rồi. Chuyện này không thể nào, hot girl Trần Hân lại lên xe của Trần thiếu gia. Hai E là cả cái đại học Đông Hải này, cũng chỉ có Trần Thiếu gia mới xứng với nữ thần Trần Hân thôi. Nhìn thấy Trần Hân từ trên xe xuống, tất cả nam sinh đều tan nát cõi lòng, trong mắt mọi người tràn ngập tiếc nuối, nhưng lại có chút yên tâm. Suy cho cùng, so với Trần Thiếu gia, bọn họ quả đối bình thường, căn bản không thể cho Hot girl Trần Hân một cuộc sống tươi đẹp. Nhưng, giây tiếp theo, mọi người đều rất tức giận. Vì người đàn ông từ trên xe xuống lại không phải là Trần Thiếu gia mà là một người mà bọn họ không hề biết. Người đàn ông này, mặc dù trông còn trẻ, nhưng vừa nhìn là biết, chắc chắn lớn hơn Trần Hân mấy tuổi. Đáng ghét, sao lại không phải là Trần thiếu gia? Ngoài Trần thiếu gia, còn có ai có tư cách đụng vào nữ thần Trần Hân? Người này chắc chắn không phải là sinh viên của Đại học Đông Hải, Trần Hân là nữ thần của Đại học Đông Hải chúng ta, tuyệt đối không thể để người ngoài cướp mất. Đúng vậy, tuyệt đối không thể, chúng ta đi ngăn cản cậu ta lại không cho cậu ta rời đi, mấy người mau đi thông báo cho Trần Thiếu Gia, nhất định phải khiến tên khốn này biết mặt. Sau khi Chu Dương xuống xe, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như xung quanh có vô số ánh mắt tràn đầy căm phẫn đang dồn về phía mình. Chu Dương đảo mắt một vòng, lập tức sững sờ, chỉ thấy ở cổng đại học Đông Hải tất cả nam sinh đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy tức giận, còn không ít người mặt hầm hầm đi về phía anh. Ai cũng sắn tay hầm hừ, có ý chuẩn bị đánh nhau. Chu Dương nhất thời bối rối, không biết bọn họ đang nhầm vào ai. Nhưng đột nhiên, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Chu Dương. Bọn họ không phải là nhầm vào mình đấy chứ. Chu Dương giật mình, nhưng lại không nhớ mình đã từng đắc tội bọn họ. Lẽ nào là do mình lái Rolls Roy Phantom, nên đã khơi dậy lòng căm thù người giàu của bọn họ. Nhưng những người này căn bản không giống có thù với người giàu, mà giống như mình đã cướp đi bảo bối của bọn họ vậy đột nhiên chu dương nhìn sang trần hân liền thấy trần hân nhìn mình với vẻ mặt bất lực mặt đỏ ửng thậm chí còn đỏ đến tận gáy lập tức chu dương liền hiểu ra cũng biết tại sao những nam sinh này lại nhìn mình như kẻ thù vậy thì ra là thấy trần hân bước từ trên xe mình xuống họ tưởng mình và trần hân là tình nhân đập vỡ ảo tưởng về mỹ nữ trong lòng bọn họ cậu là ai tại sao lại ở cùng nữ thần trần hân của chúng tôi đúng vậy trần hân nữ thần đừng sợ nếu thằng nhóc này uy hiếp em thì em hãy nháy mắt, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Đúng vậy, người khác đã đi thông báo với Trần Thiếu Gia rồi, có Trần Thiếu Gia ở đây, tên nhãi này căn bản không dám làm gì em. Này nhóc, nếu biết điều, mau chóng tránh xa Trần Hân nữ thần, nếu không chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Mọi người liên tục chửi mắng, không ngừng xuống lại chỗ Chu Dương, ai cũng chừng mắt tức giận, chỉ cần Chu Dương có chút hành động không đúng, bọn họ nhất định sẽ chen lên ép chết Chu Dương tôi nói này, có phải các người hiểu lầm gì rồi không? Chu Dương giờ hai tay bất lực, lúc này, những nam sinh này dường như cực kỳ tức giận, một phút bất cẩn đã chọc giận bọn họ, hậu quả khó mà lường trước. Chu Dương không muốn bản thân rơi vào nguy hiểm. Nhóc con, còn không dám thừa nhận à, sốt của cậu là ai? Tại sao Trần Hân Nữ Thần lại xuống từ xe của cậu? Một nam sinh dáng người cao to trong đó tức giận nói. Ừm, tôi tới đưa cô ấy đi học, Chu Dương bất lực nói. Cậu là sinh viên của trường Đại học Đông Hải. Người đó lại hỏi. Đúng vậy. Chu Dương giãn mày, dần bình tĩnh lại. Có cái rắm, sao trước giờ chúng tôi chưa từng thấy cậu, cậu học khoa nào? Người đó lại lạnh lùng hỏi. Khoa kiểm định vật liệu, thầy của tôi là giáo sư thiệu trạch dai. Chu Dương bình tĩnh nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút may mắn. Lần trước lúc tới tham gia lễ đón tân sinh viên nhập học, có xích mích với hội trưởng hội sinh viên Cao Hùng, chính là Thiệu Trạch Giai đã giúp đỡ. Lúc đó Chu Dương còn thấy Thiệu Trạch Giai chuyện bé xé ra to, căn bản là không cần nhập học ở Đại học Đông Hải, nhưng không ngờ bây giờ lại đúng lúc dùng tới. Ơ địch, sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu có mấy người tôi đều biết cả, căn bản không có câu. Người đó không chịu buông tha, nhưng Chu Dương bắt đầu thấy hơi tức giận. Một lần hai lần, thậm chí là ba lần, anh đều có thể coi như là dò hỏi bình thường, tránh hai bên nảy sinh hiểu lầm nhưng bây giờ nam sinh này không buông không tha căn bản không giống như hỏi thăm bình thường rõ ràng là muốn dồn ép chu dương thậm chí là muốn làm nhục chu dương sao cậu là giáo viên của trường hay là lãnh đạo của trường thân phận của tôi cần báo cáo với cậu sao chu dương nheo mắt lạnh lùng nói anh dường như nhìn ra chút khoái cảm trong mắt người này còn có chút đắc ý dường như nam sinh này từ lâu đã biết mình hơn nữa còn biết mình là sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu. Lục Vĩ là trưởng ban kỷ luật hội sinh viên, cậu ấy có quyền điều tra cậu. Đúng vậy, cậu đã lớn tuổi như vậy rồi, sao có thể còn là sinh viên Đại học Đông Hải? Đại học Đông Hải chúng tôi không có sinh viên lớn tuổi như vậy. Đúng vậy, cũng không nhìn xem mình là ai, đừng tưởng đi Ron Roy Phantom thì nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất, vẫn có người có thể khuất phục được cậu. Chưa đợi người đó nói xong, không ít sinh viên khác lập tức mở miệng cười khẩy còn chu dương cũng mới biết cái người không chịu buông tha cho mình lại là người của hội sinh viên cứ như vậy tất cả đều nói rõ rồi khoái cảm và đắc ý trong mắt lục vĩ này có lẽ là vì trước kia lúc ở sau giảng đường hắn từng thấy mình biết mình gây đã kích không nhỏ cho cao hùng lục vĩ này rất có khả năng là vì báo thù cho cao hùng từ đó mới có được sự tiến cử và trọng dụng của cao hùng vậy thì sao Tôi là sinh viên mà giáo sư thiệu trạch dai đặc biệt tuyển chọn, hôm nay chẳng qua là tới điểm danh thôi. Sao, cần tôi gọi điện bảo giáo sư thiệu trạch dai tới đây ba mặt một lời không? Chu Dương điềm đạm cười. Hừ, nói dối mà không biết ngược, giáo sư thiệu trạch dai gần đây đang tiến hành kiểm tra một vật phẩm rất quan trọng, sao có thể vì một sinh viên như cậu mà đặc biệt tới, cậu đừng cáo đội lốt hổ nữa. Lục Vĩ lạnh lùng nói, ánh mắt liếc qua Chu Dương, dừng lại trên người Trần Hân trong giây lát rồi trực tiếp rời đi, nhưng sự tham lam đó chỉ là thoáng qua. chương 182, Trần Thiếu Gia của Đông Hải Trong đám người đó có mấy người sắc mặt khác thường dường như muốn đi lên nói giúp Chu Dương, nhưng lại trần trừ do dự, cuối cùng vẫn chọn bỏ đi thì hơn. Chu Dương nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của mấy người đó, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng không nhìn ra điều gì. Này nhóc, hôm nay gặp phải lục vĩ tôi, nếu cậu có thể bước vào trường, Tôi sẽ theo họ của cậu." Lục Vĩ cực kỳ kiêu ngạo, chỉ vào Chu Dương, không ngừng cười khẩy. "Ha ha, tôi không có đứa con bất hiếu như cậu." Chu Dương cũng cười khẩy lại, ánh mắt dần híp lại. Vốn dĩ anh chỉ muốn đưa Trần Hân đến trường, hoặc là thuận tiện có thể ngắm nhìn một vòng quang cảnh khuôn viên trường, hồi tưởng lại quãng thời gian lúc mình còn đi học. Nhưng thật không ngờ, còn chưa bước vào trường đã bị người khác ngăn lại. Cũng may chỉ có hai người Chu Dương và Trần Hân nhưng nếu có phạm ngưu xuyên hoặc là đàn em trần thế hảo ở đây người tên lục vĩ này không thể có chuyện đang đứng trước mặt anh cậu cậu nên tận dụng nốt sự kiêu ngạo lúc này đi chờ đến khi trần thiếu ra tới rồi tôi xem cậu còn có thể kiêu ngạo như vậy không lục vĩ cực kỳ tức giận giơ tay định đánh chu dương nhưng chạm phải ánh mắt của chu dương liền run rẩy rột tay lại theo phản xạ nhưng miệng vẫn không từ bỏ chuyện gì vậy đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đoàn người. Chu Dương thấy đám người vây quanh mình đột nhiên tản ra, một thanh niên trẻ tuổi từ bên ngoài chậm rãi bước tới. Nhưng sắc mặt Chu Dương lại có chút kỳ lạ, anh nhìn nam sinh này, cứ cảm thấy có chút quen thuộc. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, nam sinh này có hơi giống Trần Thế Hào. Lấy làm lạ, Chu Dương quay đầu nhìn Trần Hân, phát hiện sắc mặt Trần Hân cũng có gì đó kỳ lạ, ngay lập tức liền hiểu ra. Lẽ nào người tên Trần thiếu gia này là con trai riêng bên ngoài của Trần Thế Hào. Trần Thiếu gia. Lục Vĩ nhìn thấy người tới, liền tươi cười nịnh bợ, thì thầm gì đó với cậu ta, còn không ngừng chỉ về phía Chu Dương. Sắc mặt Trần Thiếu gia u ám, nghe Lục Vĩ nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Dương, đương nhiên cũng nhìn qua Trần Hân ở bên cạnh. Chỉ là ngay lập tức, ánh mắt Trần Thiếu gia liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù thời gian rất ngắn, chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn bị Chu Dương bắt được. Ồ, cậu là sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu trần thiếu gia nhìn về phía chu dương ánh mắt tràn đầy vẻ thăm dò dường như cậu ta biết sự tồn tại của chu dương nhưng lại không hẳn là hiểu rõ về chu dương bây giờ thấy rồi muốn tìm hiểu một chút đúng vậy chu dương nói một cách khi thế trần thiếu gia đừng nghe hắn nói nhảm hắn vốn không phải là sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu sinh viên của chuyên ngành kiểm định vật liệu tôi đều biết căn bản không có hắn hơn nữa hắn còn mạnh miệng rằng có thể khiến giáo sư thiệu trạch dai tới đón hắn. Rõ ràng là nói dối. Lục Vĩ cười khẩy. Tôi có hỏi cậu sao? Trần Thiếu ra lạnh lùng hừ một tiếng, liếc nhìn Lục Vĩ một cái. Lục Vĩ kinh sợ, vội vàng cúi đầu, nhưng hai mắt tràn đầy sự tức giận. Vốn định nịnh bợ Trần Thiếu ra, nhưng không ngờ Trần Thiếu ra ở trước mặt nhiều người như vậy, không giữ thể diện cho hắn. Chuyện này khiến Lục Vĩ rất tức giận hắn mong có thể ở trước mắt mọi người đánh trần thiếu gia một trận thật đau nhưng lục vĩ không dám hắn biết một khi mình làm như vậy hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nhẹ nhất là bị buộc thôi học nặng thì có thể trực tiếp bị kết án trần thiếu gia có khả năng này cậu có thể gọi giáo sư thiệu trạch giai tới trần thiếu gia nhìn chu dương với ánh mắt vô cùng kinh ngạc còn về giáo sư thiệu trạch giai cho dù không phải sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu cũng sẽ cực kỳ kính trọng không chỉ vì giáo sư thiệu trạch giai là giáo sư chuyên ngành trong lĩnh vực năng lực đứng đầu cả nước mà còn vì giáo sư thiệu trạch giai rất mộc mạc đối xử với sinh viên cũng rất gần gũi không giống như một số giáo viên cực kỳ nghiêm khắc đúng vậy chu dương trần trừ vài giây sau đó gật đầu sau khi đoán được thân phận của trần thiếu gia này chu dương không còn cảm thấy lo lắng ít nhất anh cũng sẽ không phải làm khó bản thân trước mặt nhiều người như vậy nói khoác thì ai chả nói được có giỏi thì gọi giáo sư thiệu trạch dai ra đây, vậy thì tôi sẽ thừa nhận cậu là sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu. Lục Vĩ đột nhiên ngẩng đầu, hung dữ nói. Còn không ít sinh viên xung quanh thì liên tục gật đầu, cảm thấy Lục Vĩ nói rất có lý. Khoác lác thì thế nào chả được, có người có thể nói anh ta cũng là sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu, có người còn có thể nói anh ta quen cả hiệu trưởng. Nhưng miệng nói không căn cứ, phải có chứng cứ xác thực nếu không có sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu làm chứng giúp Chu Dương, vậy thì đành phải gọi giáo sư Thiệu Trạch Giai tới làm chứng. Bốp, tôi cho phép cậu nói chưa, đồ không biết tốt xấu. Lục Vĩ vừa nói xong, một cái tát vang bất ngờ đập vào mặt hắn. Má phải của Lục Vĩ bỗng chốc đỏ ửng, một vết hằn đỏ trực tiếp in lên má phải của hắn, nhất thời không thể tiêu tan. Mà cái tát này là Trần Thiếu Gia trực tiếp đánh. Nhất thời, khiến mọi người đều sững sờ. Lục vĩ này không phải là tay sai của Trần Thiếu Gia sao? Thời gian gần đây, không ngừng nịnh bợ Trần Thiếu Gia, sao đột nhiên Trần Thiếu Gia lại đánh lục vĩ? Trần Thiếu Gia, tôi. Thậm chí ngay cả bản thân lục vĩ cũng không ngờ rằng Trần Thiếu Gia sẽ đánh mình. Bản thân muốn nịnh bợ cậu ta là để dựa vào cậu ta để thăng tiến, nhưng lục vĩ không ngờ rằng khoảng thời gian này mình tậm tâm trước mặt Trần Thiếu Gia, bây giờ lại bị Trần Thiếu Gia tát trước mặt đám đông, trong lòng nhất thời sinh ra giận dữ anh dám đánh tôi, tôi tận tâm tận lực hầu hạ anh như vậy, anh lại dám đánh tôi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lục Vĩ tức giận gầm gừ, nhen anh múa vuốt hướng về phía Trần Thiếu Gia, muốn báo thù. Nhưng, còn chưa đợi Lục Vĩ lại gần Trần Thiếu Gia, trong đám người lập tức xuất hiện hai người áo đen, bước tới phía Lục Vĩ, một cước đá hắn văng ra ngoài, một người khác đứng sau Lục Vĩ, mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Mọi người kinh ngạc, không ít người còn rụi mắt, nghi ngờ chính mắt mình có vấn đề. Bọn họ đã nhìn thấy gì vậy? Trong số hai người mặc áo đen xuất hiện trong đám đông, có một người lại có thể đá văng lục vĩ bay ra ngoài. Cũng biết, thân hình lục vĩ trông cũng phải gần một tạ. Chuyện này cần phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể một phát đá văng hắn chứ? Mọi người trong lòng thở lạnh, không ngừng nghĩ xem trước kia có từng đắc tội trần thiếu ra chỗ nào không. Sau khi hồi tưởng, sắc mặt mọi người liền trở nên kỳ lạ, Cùng lúc nhìn về hướng Chu Dương và Trần Hân. Bọn họ chưa từng đắc tội Trần thiếu gia, nhưng bây giờ, Chu Dương này dường như đã đắc tội Trần thiếu gia rồi. Anh không chỉ vô lễ với Trần thiếu gia, mà thậm chí còn cướp người phụ nữ của Trần thiếu gia. Đây rõ ràng chính là cắm sừng Trần thiếu gia, chỉ cần là con trai chắc chắn sẽ không thể nào chịu được. Hơn nữa, tiếng tăm của Trần thiếu gia ở Đại học Đông Hải, thậm chí là mấy đại học gần đây đều vang xa. Một khi chuyện này bị người khác biết, đặc biệt là mấy người không vừa mắt với Trần Thiếu Gia, bọn họ nhất định sẽ cười chết. Trần Thiếu Gia nhìn xung quanh một vòng, sau đó ánh mắt hướng về phía Trần Hân, miệng cử động nhẹ. Mọi người kinh ngạc, cuối cùng cũng tới rồi, Trần Thiếu Gia cuối cùng cũng mở miệng rồi, cuối. Cùng cũng trừng phạt tên đáng ghét này rồi. Giây tiếp theo, một câu nói bất lực phát ra từ miệng Trần Thiếu Gia. chương 183, Anh Rể Chị, giọng nói vừa vang lên, tất cả mọi người liền im lặng, toàn bộ ánh mắt đồ dồn về phía Trần Thiếu Gia, sau đó lại nhìn sang Trần Hân. Họ luôn tưởng rằng Trần Thiếu Gia đang theo đuổi Trần Hân, nhưng không ngờ hai người lại là quan hệ chị em. Đây rõ ràng là tin tức lớn nhất hot nhất của Đại học Đông Hải. Lục Vĩ còn kinh ngạc hơn, một cơn tức giận dồn vào lồng ngực, bắt đầu họ dữ dội. Hắn hết lòng nịnh bợ Trần Thiếu Gia, giúp anh ta theo đuổi Trần Hân, không ngờ hai bên lại là loại quan hệ này. Nhưng, giây tiếp theo, Lục Vĩ còn kinh ngạc hơn. Nếu Trần Hân và Trần Thiếu Gia là mối quan hệ chị em, vậy trước kia hắn hùng hổ ham dọa Chu Dương như vậy, nhất định là đã đắc tội Chu Dương, thậm chí Trần Thiếu Gia cũng sẽ vì vậy mà báo thù hắn. Còn về Chu Dương, Lục Vĩ biết một chút, nhưng cũng chỉ biết anh là học sinh chuyên ngành kiểm định vật liệu, lúc tham gia lễ đón tân sinh viên nhập học, anh ta từng nhìn thấy Chu Dương ở sau khán đài một lần nhưng lục vĩ lại không hề biết về thân phận khác của anh chỉ nghĩ anh là một người may mắn có được sự xem trọng của giáo sư thiệu trạch giai nhưng còn trần thiếu gia lục vĩ lại biết được không ít trần thiếu gia đến từ trần gia thành phố thủ đô ở thủ đô cũng coi như một là gia tộc không lớn không nhỏ mà trần thiếu gia lại là con cháu của trần gia nhưng nếu ở đông hải sức nặng của trần gia thậm chí còn cao hơn nhiều so với tôn gia càng như vậy lục vĩ lại càng thấy sợ nếu đắc tội Chu Dương, hắn còn có thể về xoay sở, nhưng còn đắc tội Trần Thiếu gia, Lục Vĩ cho rằng căn bản không có ai có thể giúp được mình. Trần Thiếu gia, là tôi có mắt như mù, không ngờ Trần Hân đại tiểu thư là chị của anh, tôi đáng chết. Cầu xin anh tha cho tôi. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Vĩ bị đá văng ra liền bò về bên người Trần Thiếu gia, ôm chặt chân Trần Thiếu gia, không ngừng cầu xin. Mọi người mỗi người một biểu cảm. Lúc nãy Lục Vĩ còn rất kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Bây giờ lại giống như một con chó đi cầu xin Trần thiếu gia. Nhưng mọi người cũng biết, Lục Vĩ không thể không làm như vậy. Nếu hắn không thể làm nguôi cơn tức giận trong lòng Trần thiếu gia, vậy hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Rất nhiều người có thể tưởng tượng ra, không có gì nghiêm trọng hơn bị trường buộc thôi học. Nhưng cũng có một vài gia đình có chút hiểu biết, biết được hậu quả nghiêm trọng nhất chính là Lục Vĩ có thể vào nhưng không thể ra. Trần thiếu gia hay nói cách khác là Trần gia có khả năng này. Cút. Trần thiếu gia mặt không biểu cảm, nhẹ nhàng nói một câu. Lục Vĩ vẫn không buông tay, nhưng lại bị hai người áo đen trực tiếp kéo ra, ném sang một bên. "Chị, chị tới sao không nói với em trước một tiếng, người này là anh rể sao?" Trần thiếu gia lắc đầu, chậm rãi bước về phía Trần Hân, bất lực nói. Lúc ánh mắt anh nhìn Chu Dương, bên ngoài không ngừng quan sát. Miệng lại đột nhiên vang lên một câu anh rể. Nhưng Chu Dương lại không hề có cảm xúc gì, chỉ là cảm thấy Trần Thiếu gia này khá thú vị. Còn Trần Hân bỗng nhiên đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh, thậm chí không dám nhìn phản ứng của Chu Dương. "Đừng nói bừa, anh Chu Dương là tới đưa chị đi học." Trần Hân vội vàng nói, sợ Chu Dương hiểu lầm. Nhưng Trần Thiếu gia lại không tin, cậu ta nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom, ánh mắt suy ngẫm. "Chiếc xe này, cậu ta từng lái?" là xe của Trần Thế Hào. Mà tên thật của Trần Thiếu gia là Trần Khoan, cháu của Trần Thế Hào. Trần Hân nói Chu Dương chỉ là đưa cô đi học. Nhưng Trần Khoan biết, Trần Thế Hào không thể tự nhiên mà đưa chiếc Rolls-Royce Phantom này cho người khác mượn, hơn nữa, còn là cho người khác mượn để đưa con gái mình đến trường. Trần Khoan vừa nghĩ liền lập tức hiểu ra mọi chuyện. Có điều bây giờ Trần Hân không thừa nhận, Trần Khoan cũng không gặng hỏi thêm, cùng lắm thì đợi tới khi đến câu lạc bộ Silver Lake tìm Trần Thế Hào hỏi, chân tướng tự khắc sẽ rõ. Ô, ô, đúng đúng, anh Chu Dương. Trần Khoan không trêu Trần Hân nữa, nhìn về phía Chu Dương. Đối với Chu Dương, Trần Khoan đúng là mới gặp lần đầu, không biết Chu Dương dựa vào cái gì mà lại có được sự coi trọng của Trần Hân và Trần Thế Hào. Là người thân, Trần Khoan biết tầm của Trần Thế Hào và Trần Hân, bình thường, ngay cả con cháu của một số gia tộc lớn bọn họ cũng không để vào mắt. Thôi, không nói nữa, Sắp vào lớp rồi, chúng ta mau đi thôi." Trần Hân nhìn đồng hồ, vội vàng nói. Tiết một buổi sáng là 9 giờ, từ lúc rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake đã là đã 8 rưỡi. Cộng thêm thời gian đi đường, thêm chút thời gian hiểu lầm vừa nãy, bây giờ còn chưa tới 5 phút nữa là vào học. "Đi, tôi đưa hai người vào, để tôi xem còn ai dám ngăn cản." Trần Khoan nhìn mọi người xung quanh một vòng, lạnh lùng hừ một tiếng. "Chuyện vừa nãy cậu ta đã nghe thấy hết những người này coi trần hân là người phụ nữ của cậu ta thấy trần hân đột nhiên lại ngồi xe của người con trai khác nhất thời liền muốn tiến tới ngăn cản người khác không biết tâm tư của những người này nhưng trần hân lại hiểu rõ trong lòng hư lạnh mọi người né ra thành một con đường nhỏ để trần thiếu gia và hai người chu dương rời đi chờ tới lúc đến cạnh lục vĩ chu dương củi người cười nhẹ một tiếng cậu có còn nhớ những lời cậu vừa nói không bây giờ mở to mắt ra mà nhìn, tôi vào trường rồi nè. Nói xong, Chu Dương cũng không quan tâm Lục Vĩ có phản ứng gì, trực tiếp bước trước một bước, đi vào trường học. a à, khốn kiếp, Lục Vĩ hét to, một dòng máu tươi trực tiếp trào ra, sau đó gục xuống đất. Mọi người không dám tiến lên, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vẫn là mấy người bình thường chơi thân với Lục Vĩ lấy dũng khi đi lên đưa Lục Vĩ vào phòng y tế. Có Trần Khoan ở phía trước dẫn đường, Trần Hân đi theo ở bên, trên đường đi Chu Dương coi như là đã lĩnh giáo toàn bộ ánh mắt của Đại học Đông Hải. Ai ai cũng nhìn qua. Ngoài việc liếc qua người Trần Khoan và Trần Hân ra, thì còn nhìn Chu Dương nhiều hơn. Mọi người cực kỳ tò mò, người này là ai mà lại có thể khiến Trần Khoan và Trần Hân hai người có ảnh hưởng mạnh mẽ gần đây nhất đi cùng. Phải biết là Tôn Thiên nổi tiếng nhất Đông Hải trước kia cũng không làm được Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Chu Dương và Trần Hân đã tới lớp học. Hôm nay chủ yếu là lên lớp cùng Trần Hân, nên tất cả đều tiến hành theo thời khóa biểu của Trần Hân. Tiết đầu tiên là tiếng Anh. Lúc mấy người tới lớp, đã quá giờ học mấy phút. Giáo viên tiếng Anh là một cô giáo trẻ, mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn thấy mấy người Chu Dương thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cô cũng không làm khó mấy người Chu Dương, mà còn rất vui vẻ mời họ vào. Chu Dương bước vào lớp học trước lại thu hút rất nhiều sự chú ý. Dù sao tuổi tác của Chu Dương cũng hơi lớn, mặc dù nhìn trông rất trẻ nhưng nếu so với những học sinh ở đây thì vừa nhìn vẫn có thể nhận ra ngay. Tiếp theo, lúc Trần Khoan và Trần Hân bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người liền đổ dồn về phía họ. Trời ơi, không ngờ lại là nữ thần Trần Hân. Hừ, Trần Hân thì có gì mà đẹp, vẫn là Trần thiếu gia đẹp trai nhất thật muốn có một mối tình mãi mãi không chia lìa với anh ấy. Ha ha, đừng mơ tưởng nữa, mình thật tò mò, không biết người đầu tiên bước vào là ai, sao lại đi cùng với Trần Thiếu Gia và hot girl Trần Hân. Kể cũng lạ, từ trước tới nay mình chưa từng thấy nam sinh này. Là người của trường chúng ta sao? a à, trời ơi, vừa nãy bạn mình gửi tin nhắn, cậu đoán xem là gì? mươi 184, Cán sự môn tiếng Anh. Chuyện gì vây, nói đi, lục vĩ xong đời rồi tất nhiên rồi trưởng ban kỷ luật hội sinh viên đúng bây giờ cậu ấy bị thương được đưa tới phòng y tế rồi đây đều là do bọn họ làm sinh viên chỉ về phía mấy người chu dương mặt kinh sợ chờ sau khi cậu ta kể lại mọi chuyện xảy ra ở cổng trường tất cả mọi người đều thở lạnh một hơi mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía chu dương và trần khoan lục vĩ ở trước mặt bọn họ lúc nào cũng vênh mặt sai khiến căn bản không hề coi bọn họ là bạn học vì vậy trong lòng những sinh viên này sẽ hận nhiều hơn giận với lục vĩ. Bây giờ nghe thấy lục vĩ thảm như vậy, đều cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Nhưng đồng thời, ánh mắt bọn họ nhìn Chu Dương và Trần Khoan cũng trở nên cực kỳ rẻ rặt. Lục vĩ bị bọn họ dạy dỗ đến thảm như vậy. Bọn họ càng không có sức lực chống đỡ. Chu Dương nhìn quanh, chỉ có mấy chỗ trống trong góc. Thể là ba người liền đi tới đó. Nhưng, chu dương luôn cảm thấy những sinh viên xung quanh nhìn mình với ánh mắt cực kỳ đặc biệt tràn đầy sự hiếu kỳ kính nể thậm chí còn có chút e sợ chu dương không biết tại sao bọn họ lại có ánh mắt hứng thú như vậy tạm thời nghĩ không ra càng không muốn nghĩ nữa tiết tiếng anh diễn ra như bình thường giáo viên tiếng anh dường như không hề bị ảnh hưởng cho dù phía dưới có không ít sinh viên thì thầm chuyện riêng cũng không làm ảnh hưởng tới tiết học của cô chu dương ở dưới nghe giảng chỉ cảm thấy giống như đang nghe thiên thư. Lúc trước khi đi học, anh cũng từng học tiếng Anh, nhưng thành tích không tốt, thật sự không có hứng thú lắm với việc học tiếng Anh. Nhưng bây giờ, giáo viên tiếng Anh này có lẽ đã từng được đào tạo chính quy, cho dù là giọng nói hay ngữ điệu, đều cực kỳ giống với giọng lân đần chính. Gốc, trong mắt người khác, trình độ của giáo viên tiếng Anh này có thể rất cao, khẩu ngữ rất xuất sắc. Nhưng trong mắt Chu Dương, căn bản chỉ là kiến thức nửa vời nếu đã không hiểu chu dương cũng không phí sức nghe giảng dù sao anh cũng không phải là sinh viên ở đây còn anh vào chuyên ngành kiểm định vật liệu chẳng qua chỉ là một màn che mắt trong lúc mơ màng chu dương hình như cảm thấy có người đang đẩy nhẹ mình còn bên tai toàn là tiếng cười hi hi anh chu dương dậy đi anh chu dương giọng nói trần hân truyền đến tại chu dương khiến anh mở to hai mắt nhưng chu dương vừa mở mắt những sinh viên xung quanh còn cười to hơn Chu Dương ngẩng đầu nhìn, thì thấy cô giáo tiếng Anh trẻ tuổi đang nhìn chăm chú vào mình. Lúc này, anh mới biết, vừa nãy mình lại ngủ quên mất. Mặc dù nói bản thân không phải là sinh viên ở đây, nhưng ngủ gục trong lớp, trung quy cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Chu Dương gãi đầu, có chút ngại ngùng, ngồi ngay ngắn, mắt hướng về phía trước, sẵn sàng nghiêm túc nghe giảng, mặc dù là giả vờ nhưng cũng tốt. Bạn học này, lẽ nào tiết học của tôi rất nhàm chán sao? Chán đến mức em thà ngủ còn hơn nghe tôi giảng bài." Lúc này, cô giáo dạy tiếng Anh trên bục giảng cười nói. Ánh mắt cô rõ ràng là nhằm vào Chu Dương, nhưng Chu Dương lại cảm thấy trong ánh mắt ấy tràn đầy ý cười, giống như đã quen mình từ rất lâu. Cô giáo tiếng Anh vừa dứt lời, những sinh viên khác không còn cười nữa, tất cả đều nhìn Chu Dương, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Để giành được tiết học này, lúc chọn môn, bọn họ đều là thức đêm giành giật, khó khăn lắm mới giành được. Vậy mà lại có người đối xử với cô giáo bọn họ như vậy. Cũng phải biết, cô tiếng Anh đứng trên bục giảng bây giờ, tên là Diệp Hồng Trang, là du học sinh xuất sắc từ nước ngoài về, không chỉ trình độ tiếng Anh cực kỳ cao, thậm chí lúc còn du học ở nước ngoài, còn học cả tâm lý học, có hai văn bằng tiến sĩ. Không chỉ có vậy, Diệp Hồng Trang còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Không giống với Trần Hân, Trần Hân là một cô thiếu nữ ngọt ngào, khiến người ta có thể nhớ lại mối tình đầu nhưng vẻ đẹp của diệp hồng trang lại là kiểu quyến rũ khiến người ta không thể cưỡng lại cho dù là nam sinh đại học hay đàn ông trung niên đều có sức hấp dẫn ăn sâu vào xương tủy nhưng vào lúc này ánh mắt chu dương lại cực kỳ bình tĩnh không phải chỉ là lúc nãy em hơi buồn ngủ nhất thời không chú ý nên ngủ quên mất xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa chu dương cười nói thực ra trong lòng anh thầm cười hôm nay là lần cuối cùng lên lớp sau này có tới đại học đông hải nữa không còn chưa biết vậy nên đương nhiên có thể nói bừa nếu đã như vậy vậy em làm cán sự môn tiếng anh này đi diệp hồng trang cười nói đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn chu dương chu dương sững người trốn tránh ánh mắt của diệp hồng trang đồng thời giống như nghe thấy vô số âm thanh trái tim đang vỡ vụn tất cả ánh mắt của sinh viên đều nhìn về phía chu dương tràn đầy sự phẫn nộ và bất mãn bọn họ vất vả chọn môn Buổi đầu lên lớp, chuẩn bị đầy đủ, chính là hy vọng có thể cùng Diệp Hồng. Trang tiếp xúc thân mật, mà làm cán sự môn chính là con đường tốt nhất. Nhưng bây giờ, Diệp Hồng trang lại để Chu Dương làm cán sự môn này, để cho người buổi học đầu tiên đã tới muộn, trong lớp còn ngủ gật làm cán sự môn. Mọi người chỉ cảm thấy bị phụ lòng với ý tốt của bọn họ. "Không phải, cô, em." Chu Dương vội vàng đứng dậy, tỏ vẻ muốn giải thích bản thân không hề chọn môn học này nhưng diệp hồng trang căn bản không hề cho chu dương cơ hội giải thích cứ quyết định như vậy đi em tên là gì để tôi ghi lại diệp hồng trang nói xong nhìn chu dương cười anh chu dương nếu cô đã cho anh làm cán sự môn này vậy anh cứ làm đi rất vui mà trần hân ở bên nhẹ nhàng kéo gấu áo chu dương nhỏ tiếng nói được rồi em tên chu dương chu dương bất lực chỉ có thể nói ra tên của mình được thì ra thằng nhóc này tên chu dương lại dám cướp nữ thần của chúng ta nhất định sẽ cho cậu ta biết mặt đúng vậy chờ lát nữa tan học chúng ta cùng đi để cậu ta biết tiết tiếng anh này không phải là cậu ta có thể làm càn cứ coi như là làm cán sự môn đi vậy thì cũng không thể tiếp xúc quá thân mật với cô diệp đúng vậy anh triệu tới lúc đó anh đi nói đi dù sao anh có thân phận anh là thành viên hội sinh viên còn cậu ta là sinh viên mới chắc sẽ không làm khó được anh nhưng lúc trước cậu ta từng phế lục vĩ trước cổng trường ngay cả lục vĩ cũng không sợ nếu chúng ta làm vậy chẳng phải là sẽ càng thảm sao vậy thì phải làm sao lẽ nào cử để cậu ta ngồi không hưởng lợi như vậy hay là chúng ta thông báo cho tôn thiếu gia đi có tôn thiếu gia ở đây chu dương này nhất định không dám làm càn cho dù là lục vĩ đứng trước mặt tôn thiếu gia cũng chỉ như một thằng nhãi thôi được cứ làm như vậy đi mấy sinh viên cùng nhau bí mật bàn bạc ánh mắt họ nhìn Chu Dương, cực kỳ không thoải mái. Mặc dù Diệp Hồng Trang đã chọn Chu Dương làm cán sự môn, nhưng lại không hề bố trí nhiệm vụ gì. Một thiết học bình thường kết thúc, tới lúc tan học, Diệp Hồng Trang cũng không nói gì với Chu Dương nữa, thậm chí cũng không có nói lần sau cần chuẩn bị gì. Giống như, ngoài bắt đầu nhận chức cán sự môn ra, Diệp Hồng Trang dường như đã quên đi sự tồn tại của Chu Dương. Hi hi, anh Chu Dương, cảm giác làm cán sự môn thế nào? có phải là rất thú vị không? chương 185, gặp lại Tôn Thiên. Chu Dương vẻ mặt bất lực. Chưa kể Trần Hân còn nhìn mình cười hi hi, dáng vẻ đáng yêu tò mò. Trong phòng học những học sinh khác cũng nhìn qua. Hầu như ai cũng nhìn Chu Dương một cách rất hiếu kỳ. Cái người kỳ lạ, đã đi học muộn, ngủ gật trong lớp, lại có được sự yêu ái của Diệp Hồng Trang, trở thành cán sự môn tiếng Anh. Thú vị cái gì chứ, cũng không phải em không biết, căn bản anh không hề muốn làm cái chức cán sự môn này chu dương nhún vai bất lực nói hừ nói dối mà không biết ngượng nhưng chu dương vừa dứt lời phía trước liền truyền đến một giọng nói kỳ lạ chu dương nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy trước lớp học có 7-8 người vây quanh một nam sinh còn nam sinh kia thì đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu nếu cậu đã không muốn làm cái chức cán sự môn này thì tại sao vừa nãy không từ chối nam sinh này thấy Chu Dương không nói gì, còn tưởng anh sẽ im lặng, khuôn mặt mỉm cười, chậm rãi đi về phía Chu Dương. Cần cậu lo à? Chu Dương cười nhẹ, căn bản không hề để tâm đến lời nói của nam sinh này. Kiểu đố kỵ tranh giành trong lớp như thế này, anh đã trải qua từ lâu rồi. Hơn nữa, anh cũng không có hứng thú gì với Diệp Hồng Trang. Mày! Triệu ca, thằng này thật quá quát. Đúng vậy, cũng không xem bản thân đang ở đâu, nhất định phải cho cậu ta đẹp mặt triệu ca bọn em đã liên lạc với tôn thiếu gia rồi chờ tôn thiếu gia tới nhất định sẽ không tha cho thằng nhãi này đúng vậy anh xem bình thường tôn thiếu gia hay tới phòng làm việc của cô diệp nhất định là đang theo đuổi cô diệp mấy học sinh lập tức lớn giọng quát tháo nhóc con mày cứ đợi đấy trước khi tôn thiếu gia tới tốt nhất đừng có chạy tao biết mày đã giải quyết lục ví ở cổng trường nhưng cái thằng phế vật đó trước mặt tôn thiếu gia cũng chẳng là cái chó gì đừng tưởng là mày giải quyết được lục vĩ thì tài giỏi lắm chờ tôn thiếu gia tới rồi mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin thôi triệu ca mặt đắc ý ánh mắt lộ ra trong phút chốc rồi rời đi không lưu luyến tôn thiếu gia nhưng khi chu dương nghe thấy tên tuổi của tôn thiếu gia anh lại cười kinh ngạc thực ra là anh đang suy nghĩ tôn thiếu gia này có phải tôn thiên mà trước kia anh từng gặp không chỉ là cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên này, ở trong mắt mấy người triệu ca, rõ ràng lại là sợ hãi. Ha ha, sợ rồi sao? Nếu bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi, có thể bọn tao sẽ tha cho mày đi. Đúng vậy, bây giờ mới biết sợ, thì trước đó đã chuồn rồi. Nếu tôn thiếu ra thật sự truy cứu, cho dù mày có mới cái mạng, cũng không đủ. Mọi người lại được một trận cười to. Ừ, hình như mấy người hiểu lầm rồi, tôi không hề sợ, chỉ là cảm thấy kỳ lạ, tôn thiếu gia này có phải là tôn thiên? Chu Dương ngạc nhiên, không ngờ bọn họ lại hiểu lầm, nhưng nghĩ lại, bọn họ không hề biết chuyện mình và tôn thiếu gia quen nhau, có biểu hiện như vậy cũng là đương nhiên. Thằng nhãi, giờ còn cứng miệng à? Tên của tôn thiếu gia mày đủ tư cách để có thể à? Nhóc con, bây giờ nhận sai vẫn còn kịp. Nghe thấy Chu Dương trực tiếp gọi tên của tôn thiếu gia, mọi người liền khiển trách. Anh Chu Dương, thật sự quen biết Tôn Thiên sao? Trần Hân nhẹ nhàng kéo tay áo Chu Dương, lo lắng hỏi. Tôn Thiên có thể không ra gì, nhưng hắn ở Tôn gia, ở thành phố Đông Hải lại là một gia tộc hàng đầu, còn mạnh hơn nhiều so với Tô gia. Một lão làng như Trần Thế Hào, lúc đối mặt với Tô gia, tay nghề điêu luyện, thậm chí còn có thể không cho Tô gia chút thể diện. Nhưng khi Trần Thế Hào đối mặt với Tôn gia, lại không dám làm như vậy. Nếu là Chu gia vậy căn bản cũng không cần đi quản tôn gia vì hai bên khác nhau một trời một vực nhưng trần thế hào suy cho cùng cũng không thể đại diện cho chu gia nếu thật sự là tôn thiên vậy thì lại hơi khó giải quyết tôn gia này em cũng biết thế lực ở đông hải không hề nhỏ so với trần gia chúng ta cũng không kém là bao trần khoan nhíu mày giọng nói có chút nghiêm túc dễ nhận thấy hai chị em đều cho rằng tôn gia không phải là dễ động vào nhưng bây giờ bọn họ vẫn ở cạnh chu dương đó lại là sự chống đỡ thầm lặng cho Chu Dương. Nếu đổi lại là người bình thường, lúc này sớm đã chuồn để tránh rắc rối. Chắc là Tôn Thiên, Đại học Đông Hải, Tôn thiếu gia nổi danh của Tôn gia, chỉ có Tôn Thiên. Chu Dương cười nói, cực kỳ thoải mái. Trần Hân lặng lẽ liếc nhìn Chu Dương, cắn chặt đôi môi anh đào, ánh mắt càng thêm kiên định. Còn Trần Khoan thấy vậy, khẽ thở dài một cách bất đắc dĩ, cũng lập tức vinh mặt ưỡn ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Trần Khoan không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng cậu cảm thấy Chu Dương chính là lý do khiến cậu làm vậy. Chưa kể Trần Hân Kiên định đứng sau Chu Dương, mà Trần Thế Hào còn đưa chiếc Rolls-Royce Phantom kia cho Chu Dương trực tiếp lái. Tất cả những chuyện này đều thể hiện rằng Trần Thế Hào cực kỳ coi trọng Chu Dương. Thậm chí, còn có chút nịnh bợ Chu Dương. Mặc dù tuổi của Trần Khoan không phải là quá lớn, nhưng đối với loại chuyện này, chỉ cần liếc mắt cũng thấy được. Tôn thiếu gia tới rồi thằng nhãi, mày chết chắc rồi, cứ chờ mà dập đầu lại tôn thiếu ra đi. Đột nhiên một tiếng kinh hãi, mọi người đồng thời nhìn về hướng cửa lớp học. Chu Dương cũng nhìn theo cười, thì thấy người đến đúng là Tôn Thiên, đi cùng với hai người áo xám, chậm rãi bước vào lớp. Tôn thiếu ra, cuối cùng anh cũng tới rồi, nếu anh tới muộn một chút nữa thôi, thằng nhãi kia đã chuồn mất rồi. Triệu ca nhìn thấy Tôn Thiên, lập tức tiến lên nghênh đón, thái độ thân mật nịnh bợ. Um, nhưng tôn thiên lại không thèm nhìn hắn một cái, chỉ nhẹ nhàng ưm một tiếng, ánh mắt trực tiếp liếc qua triệu ca, dừng lại trên người Chu Dương đang đứng đằng sau. Là anh, tôn thiên nén giận, lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, trong lớp học những người khác, đều cảm thấy lạnh sau gáy, nhiệt độ gian phòng, hình như đã giảm đi mấy độ. Rõ ràng là tháng 9, hơi nóng vẫn chưa giảm, nhưng bây giờ lại cảm thấy như vào đông. Tôn Thiên nhìn thấy Chu Dương, trong lòng lại cảm thấy bực bội lạ thường, hận không thể trực tiếp nhào tới, xé xác đối phương. Nhưng vừa nghĩ tới lần gặp mặt trước, bản thân đã xảy ra xích mích với Chu Dương, bị đàn em của anh làm bị thương nặng. Cho dù hai cao thủ bên Tôn Thiên đồng thời ra tay, cũng chỉ có thể ngăn cản người đó, đưa Tôn Thiên rời đi, vì thế, hai người đó cũng bị thương không nhẹ. Sau khi trở về Tôn gia, mặc dù Tôn Thiên bị thương, nhưng vì kích động lỗ máng, nên đã liên lụy đến hai cao thủ bị thương, thậm chí còn bị bố hắn trực tiếp xử phạt, Giam cầm gần nửa tháng. Mà việc khiến Tôn Thiên kinh sợ và tức giận nhất là gặp phải Tôn Càn Khôn. Hôm đó, cánh tay phải của Tôn Càn Khôn bị người khác đánh gãy, máu tươi tuôn ra, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Mà lúc Tôn Thiên nghe nói là Trần Thế Hào ra tay, trong lòng vô cùng tức giận, nếu không phải là người khác ngăn lại, hắn ta sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Nhưng lúc nghe thấy Chu Dương cũng ở đó, trong lòng lại càng kinh sợ. Chu Dương này rốt cuộc lại lịch thế nào? mà có thể đánh bị thương hai cao thủ nhà họ Tôn, lại còn có thể tạo quan hệ với Trần Thế Hào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khế tập 12.